Hội nghị chuẩn bị bắt đầu, đề nghị các đại biểu để điện thoại ở chế độ rung để buổi học tập nghị quyết để diễn ra nghiêm túc. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và chào mừng 158 quý vị đại biểu đang có mặt tại hội trường và các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của VNPT Technology và các công ty thành viên có mặt tại 4 điểm cầu ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên đang theo dõi trực tiếp chương trình hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua kênh YouTube VNPT Technology. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện kết luận số 01 KLTW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 CTTW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số 1097 KHDUTD TGTT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, Ban chấp hành Đảng bộ VNPT Technology đã ban hành kế hoạch số 322 KHDU ngày 11 tháng 10 năm 2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 của Đảng với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày 14 tháng 10 năm 1930 và ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng ngày 15 tháng 10 năm 1930, Đảng bộ công ty VNPT Technology triển khai đợt học tập nghiên cứu quán triệt chỉ thị 05 CTTW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề tư tưởng của Hồ Chí Minh về lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật và công nghệ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tham dự buổi hội nghị hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu về phía công ty VNPT Technology, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hữu Quyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ của Tập đoàn, Bí thư Đảng bộ Đảng ủy, Chủ tịch VNPT Technology. Đồng chí Trần Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn VNPT Technology. Đồng chí Tô Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng đốc VNPT Technology. Đồng chí Nguyễn Việt Bằng, Phó Tổng Giám đốc VNPT Technology. Đồng chí Hoàng Thư Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Về phía lãnh đạo các công ty thành viên, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty VNPT, công ty ANSV. Ông Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VNPT Technology, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc công ty Vivat. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VNPT Technology, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc công ty Telex, đang dự tại cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng của công ty, các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng toàn thể đảng viên đang theo dõi chương trình qua kênh YouTube VNPT Technology. Về phía khách mời cũng là giảng viên của chương trình hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Mở đầu chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hữu Quyền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VNPT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT lên khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực. Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị. Hôm nay Đảng bộ VNPT Technology tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết 05 Trung ương
của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề tư tưởng của Hồ Chí Minh về lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật và công nghệ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Thì kính thưa các đồng chí, là tất cả những cái giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta, được toàn thể chiến sĩ đồng bào, toàn thể cán bộ công chức viên chức cũng như là người dân học tập và noi theo. Thế thì cái học tập và noi theo những cái giá trị của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được vận dụng, và cho đến ngày nay các tổ chức, các đơn vị, cá nhân vận dụng một cách sáng tạo, cho đến ngày nay thì tất cả những cái giá trị đó vẫn luôn được phát huy. Chúng ta vận dụng một cách sáng tạo, chúng ta học tập để vận dụng một cách sáng tạo, chứ chúng ta không vận dụng một cách máy móc. Tư tưởng đạo đức của vị lãnh tụ kính yêu nói riêng, cũng như nền tảng tư tưởng đạo đức chủ nghĩa Mác Lênin. Thế thì đối với công ty của chúng ta là một cái đơn vị làm về công nghệ, chúng ta học cái gì theo tư tưởng của Bác, chúng ta vận dụng cái gì vào trong tư tưởng của Bác, thế thì chúng ta mới thấy là cái giá trị của VNPT Technology và các công ty thành viên là giá trị tạo ra những cái sản phẩm mang hồn người Việt, những cái sản phẩm mà mang cái thương hiệu Việt. Thế thì chúng ta đóng góp ở cái gì? Nếu mà chúng ta không biết vận dụng, chúng ta không có được cái ý chí tự lực tự cường như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đề cao từ khi người ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1945 và sau đó là các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thế thì với chúng ta vận dụng cái gì? Chúng ta vận dụng là cái ý chí tự lực tự cường của chúng ta làm sản phẩm mang thương hiệu Việt, làm sản phẩm thương hiệu VNPT Technology là một thương hiệu Việt Nam, những cái sản phẩm của Việt Nam. Thế thì nếu mà chúng ta không có giữ vững được cái ý chí tự lực tự cường thì rất dễ là chúng ta dễ bị cuốn theo cái hướng đi, nó sẽ dần dần mai một đi mất cái cốt lõi của chúng ta. Rõ ràng là trong cái thời buổi hiện nay, bên cạnh của chúng ta là ông bạn là công xưởng của toàn thế giới về sản xuất, không cứ trong lĩnh vực của chúng ta mà tất cả những lĩnh vực khác. Nếu mà chúng ta không có cái ý chí tự lực tự cường ấy thì chúng ta rất dễ là chúng ta đi theo cái hướng là chúng ta làm thương mại, và khi đó thì là mãi mãi không bao giờ chúng ta có được sản phẩm của người Việt Nam, và khi đó thì là chúng ta có nghiên cứu khoa học, nghiên cứu gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không bao giờ đúc kết lại, kết tinh lại được thành những cái sản phẩm của người Việt. Thế thì theo cái tư tưởng đó, từ khi mà thành lập VNPT Technology của chúng ta thì chúng ta đã kiên định, phải dùng cái chữ kiên định, là chúng ta kiên định với cái mục tiêu, một cái mục tiêu duy nhất, mặc dù con đường của chúng ta chọn là khó. Và những năm đầu mà thành lập VNPT Technology, không ai có thể tin được công ty của chúng ta có thể làm được sản phẩm ra thị trường, đứng vững được thị trường. Và cho đến ngày nay thì chúng ta phải tự hào là chúng ta đã có được sản phẩm trên thị trường, và giờ này không ai có thể phản bác được chúng ta là VNPT Technology không thể làm được sản phẩm. Giờ này chúng ta đã có hàng chục triệu sản phẩm ra thị trường, và trong những năm sắp tới thì con số nó sẽ lên rất nhiều, và theo chiến lược của công ty chúng ta kỳ vọng là chúng ta sẽ đạt được xây dựng công ty của chúng ta thành công ty tỷ đô. Thế thì để mà làm được cái công ty tỷ đô, doanh thu tỷ đô hàng năm, có nghĩa là gì? Là sản lượng sản phẩm của chúng ta đưa ra thị trường là phải tính đến hàng trăm triệu sản phẩm.
hàng năm, tiệm cận được đến hàng trăm triệu sản phẩm hàng năm, thì lúc bấy giờ chúng ta mới đạt được cái mục tiêu công ty tỷ đô. Đương nhiên con đường nó rất vất vả, con đường nó rất gian nan, và nếu mà chúng ta không vững chí, không quyết chí thì chúng ta không thể đi được đến cái đích đó. Thế thì theo với cái tinh thần như thế thì hôm nay cũng rất là trân trọng và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã nhận lời mời của công ty, của đảng bộ chúng ta. Hôm nay thì là bao gồm toàn thể đảng viên và các cán bộ chủ chốt. Để giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là cây đa cây đề trong thế hệ ngày nay. Cả cuộc đời của giáo sư cho đến giờ này là giáo sư nghiên cứu rất sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và giáo sư cũng là người mà đứng đầu của viện về nhân tài nhân lực. Thế thì giá trị của VNPT Technology chúng ta để mà làm được những sản phẩm như thế không ngoài gì khác con người. Thế thì chính bởi vì thế cho nên là hôm nay cũng rất là trân quý là sự nhận lời thịnh tình của giáo sư đến để giáo sư chia sẻ để cho toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ của chúng ta, toàn thể các cán bộ chủ chốt của công ty hiểu và nắm được cái tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng. Hôm nay là một cái chủ đề giáo sư có thể nói rất rất nhiều những chủ đề, nhưng mà hôm nay đặt hàng xin giáo sư là với công ty technology VNPT Technology của chúng ta, giá trị của chúng ta là chúng ta tạo ra giá trị, là tạo ra sản phẩm xã hội. Có thể có những cái công ty đạt được tỷ đô, nhưng mà những cái công ty những công ty đó, rất rất nhiều công ty là giá trị trên thị trường chứng khoán, cái giá trị đó chưa chắc đã phải giá trị thật của xã hội. Tuy nhiên là với công ty của chúng ta là chúng ta làm giá trị thật, và chỉ có dựa trên giá trị thật thì chúng ta mới thực sự bền vững, và khi đó thì chúng ta mới thực sự tự hào là công ty làm ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Với tinh thần đó thì tôi đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí cán bộ chủ chốt của công ty quán triệt và học buổi học hôm nay, hy vọng là sẽ khai sáng cho chúng ta để mà chúng ta vững bước trên cái con đường mà chúng ta đã chọn. Xin trân trọng cảm ơn và chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hữu Quyền. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể hội nghị, để truyền đạt những nội dung chính của đợt sinh hoạt chính trị lần này, Đảng bộ VNPT Technology vinh dự được mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Chính trị Trung ương. Như chúng ta đã biết, giáo sư Hoàng Chí Bảo có trên 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Bác Hồ. Ông được mệnh danh là người kể chuyện về Bác Hồ, hay là pho sử sống về Bác, và đã nhiều năm sưu tầm nghiên cứu kể chuyện về tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Sau đây xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lên chia sẻ. Đấy, trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, kính thưa đồng chí Tổng giám đốc, thưa tất cả đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể của công ty. Tôi rất là vinh dự có điều kiện đến thăm và nói chuyện với các đồng chí về một cái chủ đề rất là quen thuộc của chúng ta, nhưng mà mãi mãi vẫn là một nơi để tìm hiểu không bao giờ vơi cạn cả. Đó là cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.
Tôi xin cố gắng để trong một thời gian ngắn, chỉ có buổi sáng hôm nay thôi, chúng ta có thể truyền đến cho nhau những suy nghĩ, những tình cảm tốt đẹp, và nhất là cái niềm cảm hứng sáng tạo. Mà đây là điều mong muốn của các đồng chí lãnh đạo công ty, của đảng bộ công ty. Tôi được biết là công ty chúng ta còn rất non trẻ, mới có 10 tuổi đầu thôi. Mà vì có cái đại dịch Covid cho nên ta chưa tổ chức lễ kỷ niệm được. Và như vậy càng thúc đẩy chúng ta cố gắng vươn lên để thích ứng với hoàn cảnh mới, tình hình mới, và đạt đến cái khát vọng phát triển của chúng ta là đất nước phồn vinh hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn. Mà đây là tâm nguyện suốt đời của bác. Còn với các đồng chí đấy là tạo ra sản phẩm có thương hiệu Việt, tức là thực chất và thực tài, để chúng ta có thể cạnh tranh thắng lợi trong cái bối cảnh hội nhập rất là gay gắt như thế này. Các đồng chí là những nhà khoa học kỹ thuật công nghệ, mà chúng tôi là những người nghiên cứu về mặt lý luận chính trị và xã hội. Các lĩnh vực đó là khác nhau, nhưng cũng có chung một điểm tương đồng, đó là tất cả cũng chỉ vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân và sự phát triển tốt đẹp của đất nước mà thôi. Và vì vậy, chúng ta có thể trao đổi với nhau một cách rất là chân thành những cái điều ấy. Tôi đến đây thấy được tất cả cái sự rạng rỡ của các khuôn mặt trẻ, các bạn thuộc về những thế hệ sau này, cho nên là càng tìm hiểu kỹ lưỡng về Bác Hồ thì càng tốt. Và làm sao có thể từ cuộc đời, sự nghiệp, những giá trị của Bác mà chúng ta biến thành động lực của mỗi người và của cả cộng đồng chúng ta, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái điều mong muốn tốt lành ấy của Đảng. Bây giờ ta thử làm một phép so sánh như thế này. Tôi được biết là những đồng chí tuổi cao trong công ty chúng ta đấy cũng chỉ là những sinh năm 1960 hoặc 1965 thôi. Tức là lúc bây giờ Bác đã 70 tuổi rồi. Và năm 1965 là Bác đã bắt đầu viết di chúc rồi, lúc Bác 75 tuổi. Mà từ ngày Bác đi xa đến nay đã là 52 năm. Các bạn nhớ là Bác mất đúng ngày Quốc Khánh nhé. Bác lập nước ngày nào Bác cũng ra đi ngày đó. Mùng 2 tháng 9 năm 45 Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình để khai sinh ra nước Việt Nam mới. Thì sau 24 năm liền làm chủ tịch nước, tức là nguyên thủ quốc gia, thì Bác vĩnh biệt chúng ta đúng mùng 2 tháng 9 năm 69 các bạn, 52 năm về trước. Nếu Bác còn sống đấy, năm nay Bác là 131 tuổi. Nhưng Bác chỉ ở với đảng, với dân chúng ta được 79 mùa xuân rồi Bác ra đi thôi. Cho nên chúng ta có thể so sánh là các thế hệ tiếp nối thế hệ cho đến tận bây giờ và mãi mãi sau này. Thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta, những người mà bây giờ đã 100 tuổi, 90 tuổi đấy, là thế hệ con của Bác. Còn sau đó đấy, tất cả chúng ta từ 70, 80 tuổi, 60, 50 tuổi và các bạn trẻ thế này là thuộc về con cháu của Bác nữa, các thế hệ. Thế mà hiểu biết về Bác đấy, thì những thế hệ mà trực tiếp sống và làm việc với Bác, có điều kiện gặp gỡ Bác đấy thì khác. Mà chúng ta tìm hiểu về Bác qua sử liệu, qua hồi ký, qua tác phẩm lý luận và qua các công trình nghệ thuật thì cảm xúc nó lại khác. Và với các bạn trẻ, tuổi đời bình quân của công ty chúng ta có 27 tuổi thôi, thì các bạn càng cố gắng dành nhiều thời gian tâm sức để tìm hiểu, nghiên cứu về Bác kỹ lưỡng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và tôi cố gắng để làm sao có thể góp một phần nhỏ bé giúp các bạn tìm hiểu về Bác Hồ. Thì trên một cái quan niệm chung như vậy, tôi xin tập trung trình bày vào mấy điểm như thế này. Thứ nhất là chúng ta cố gắng có được một hiểu biết khái quát thôi, còn phải nghiên cứu lâu dài về sau này, về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Thứ hai là tư tưởng đạo đức phong cách của Bác mà quy tụ vào vấn đề độc lập, tự do, hạnh phúc. Ngày nào chúng ta cũng ghi mấy cái giá trị này trên giấy tờ, công văn, thư từ cả. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta mới thấu hiểu rằng đấy chính là hệ giá trị quốc gia Việt Nam mà Bác là người khởi xướng.
Thế và vận dụng cụ thể vào từng lĩnh vực, từng ngành thì chúng ta có sứ mệnh, có tầm nhìn, có chiến lược. Tất cả cũng chỉ vì khát vọng phát triển Việt Nam, đất nước phồn vinh hạnh phúc, dân tộc thì trường cường tồn, trường thịnh, tức là giàu mạnh để trường tồn. Và chúng ta cũng cố gắng có thể giúp nhau hiểu biết thêm qua một số câu chuyện rất cảm động về Bác với dân, với nước, với đảng, với bạn bè quốc tế, trong đó đặc biệt là với giới trí thức khoa học công nghệ, vì Bác là người rất chú trọng về khoa học công nghệ. Các bạn biết là dầu khí Việt Nam chính là Bác đã bắt đầu nhen nhóm từ khi Bác sang thăm Nga, nước Nga Xô Viết. Và bây giờ cái tập đoàn dầu khí Việt Nam, quốc gia Việt Nam đấy, là xương sống của nền kinh tế quốc dân, chính là từ Bác gây dựng đấy. Thế rồi chinh phục bầu trời vũ trụ này, tại sao Bác lại đích thân đón anh hùng phi công vũ trụ Ti Túc đến Việt Nam, Bác đưa đến tận Hải Phòng, Bác giới thiệu với đồng bào nhân dân Hải Phòng. Và đặc biệt Bác có những lần sang thăm Nga nhiều lần lắm, nhưng mà những năm 60, lúc 70 tuổi rồi, cho đến cuối đời, Bác rất chú trọng đến khoa học điều khiển tự động hóa. Bây giờ ta gọi là các cái máy móc tự động, robot đấy các chị. Lúc bây giờ nó còn hiếm lắm, bây giờ nó là phổ biến rồi. Mà giáo sư viện sĩ Hàn Lâm Nga là viện trưởng viện nghiên cứu tự động hóa, đã tiếp Bác, đã giới thiệu thành công của viện những sản phẩm đầu tiên còn đang trong quá trình thử nghiệm chứ chưa sản xuất đại trà. Bác đề nghị thế nào? Bác đề nghị là không cần phiên dịch, để tôi trực tiếp nghe. Riêng các bạn trẻ này học Bác bao nhiêu điều cho đủ, nhất là chúng ta là trí thức, chỉ học Bác về tự học thôi, suốt đời tự học, học đến mức có thể trở thành những người mà thâu thái được tri thức của Đông Tây Kim Cổ, vươn tới tầm hiện đại, có tầm mắt đại dương, trong đó có năng lực tự học ngoại ngữ của Bác, thì đó là một điều kỳ diệu. Cả thế giới thừa nhận Hồ Chí Minh thuộc về lớp lãnh tụ hiếm hoi mà tiếp khách quốc tế không dùng phiên dịch, mà toàn tự học hết các đồng chí. Chứ làm gì có điều kiện như chúng ta bây giờ. Thì mới thấy được là năng khiếu, một phần là trời cho, cái gọi là thiên phú của Bác, nhưng mà sâu xa và căn bản vẫn là nghị lực, tự học tự cường, tự lực tự cường, chuyên học rông thông biết rộng để có thể làm chủ tri thức. Và do đó không có một rào cản nào trong tiếp xúc bạn bè quốc tế cả. Cái sức mạnh ấy ở Hồ Chí Minh đấy, bây giờ cần phải truyền đến cho thế hệ con cháu của người, tức là chúng ta đây. Thì các bạn nên cố gắng tìm hiểu kỹ về Bác từ cái suy tư và cảm xúc như thế. Ta sẽ nói với nhau cả về những giây phút cuối cùng của Bác nữa. Bác căn dặn chúng ta những gì trên giường bệnh. Và lúc Bác ra đi, Bác mong muốn được nhìn thấy miền Nam giải phóng. Mà lúc Bác vĩnh biệt chúng ta, miền Nam chưa giải phóng được. Bác tin tưởng mãnh liệt miền Nam nhất định phải được giải phóng. Cách mạng Việt Nam nhất định phải thắng lợi. Đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thua. Tin thì tin rất mãnh liệt, nhưng mà trực tiếp chứng kiến thì không. Đấy. Bác ra đi là miền Nam đã giải phóng đâu. Năm 69. Phải mất thêm 5-6 năm nữa. Đến 30 tháng 4 năm 75, miền Nam mới hoàn toàn giải phóng. Lúc Bác đã đi rồi. Thì chúng ta có thể cảm nhận thấy là đến cả một cuộc đời vì dân vì nước, mà đến phút chót của cuộc đời không được thấy miền Nam giải phóng, đấy là nỗi đau lớn nhất của Bác đấy. Nó giải thích vì sao Bác từ chối tất cả các huân chương. Bác không nhận một huân chương nào cho mình cả. Và càng như thế càng vĩ đại các đồng chí. Bác dặn một câu là vì quốc hội chúng ta đây này, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, quyết định trao tặng huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của Việt Nam cho Bác Hồ. Bác có lời cảm ơn. Bác nói là tấm huân chương cao quý này chỉ nên tặng một người thôi. Bác giới thiệu ai các đồng chí có biết không? Bác Tôn Đức Thắng. Bác Tôn là người An Giang. Tặng Bác Tôn là tặng cả miền Nam. Miền Nam trong trái tim tôi, Bác nói như vậy mà. Đặc biệt nữa, Bác nói là Bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Một sự khiêm tốn đến vĩ đại.
Bác nói là miền Nam chưa giải phóng, Tổ quốc chưa thống nhất, Bắc Nam chưa sum họp một nhà, bác vẫn cảm thấy như chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên hãy đợi miền Nam giải phóng đã. Đồng bào miền Nam được Quốc hội cho phép gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Thế rồi bác đi, ta học bác cả về trí tuệ, cả về đạo đức cao thượng và cả về nghị lực phi thường, và nhất là đức tính hy sinh tất cả vì dân vì nước. Các bạn có thể hiểu điều này qua việc đọc hết các tên tuổi của bác nhé. Riêng chỗ này là một điều còn gọi là huyền thoại đấy các đồng chí. Bác chỉ sống với chúng ta có 79 tuổi thôi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là 79 mùa xuân, mà bác dùng tới 180 cái tên bút danh và bí danh khác nhau. Chứ nếu chúng ta muốn nghiên cứu kỹ, muốn thuộc lòng tất cả tên tuổi của bác đấy, ta phải đọc sách. Nhưng mà trong đó nổi bật nhất là Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Dân. Ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân. Bác là ái quốc, ái dân. Và chúng ta chỉ gọi một tiếng thôi, bác là Bác Hồ. Bây giờ cả thế giới, bạn bè quốc tế đến Việt Nam, dù khác nhau về chính kiến, khác nhau màu da tiếng nói, nhưng đến Việt Nam cũng chỉ cùng với chúng ta gọi tên là Bác Hồ. Như vậy Bác Hồ đấy đã trở thành một từ vựng phổ biến trên thế giới để nói về phẩm chất cao thượng của một con người đạt đến chân thiện mỹ, tức là những cái giá trị cốt lõi của văn hóa. Thì các đồng chí biết rằng là những điều ấy đấy làm cho chúng ta rất đỗi tự hào rằng đất nước ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, dân tộc ta đã sinh ra người, và chính người đã làm rạng rỡ cho dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Đấy là đánh giá chính thức của Đảng trong cái điếu văn truy điệu Bác tại quảng trường Ba Đình cách đây 52 năm. Thì các bạn nên biết rằng là năm nay chúng ta nói chuyện với Bác Hồ trong một cái bầu không khí rất cảm động vì rất nhiều sự kiện. Có thể nói là bao nhiêu sự kiện nổi bật đều quy tụ vào cái năm 2021 này, là một năm mà cũng dữ dội về phải chống đại dịch Covid nữa. Về Bác, năm nay Bác 131 tuổi, 19 tháng 5 đấy các đồng chí, ngày sinh của Bác. Và 131 tuổi đó thì chúng ta lại chứng kiến 110 năm ngày Bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Lúc Bác đi là ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911 tại bến cảng Nhà Rồng. Và lênh đênh khắp góc biển chân trời, các đại dương, các châu lục, Bác có mặt ở gần 40 nước và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới trong cái cuộc đi kéo dài 30 năm. Thì trong thế giới này không có vĩ nhân lãnh tụ nào có một cuộc đi như thế đâu. Đấy. Đến khi Bác trở về Bắc Bó Cao Bằng, tuổi xuân qua đi, Bác đã đứng tuổi rồi, đã 51 tuổi rồi. Lúc đi là 21 tuổi thanh niên, lúc về địa đầu Tổ quốc Bắc Bó Cao Bằng đã 51 tuổi. Thế thì năm nay là tròn 110 năm ngày sinh Bác đi tìm đường cứu nước. Và trong đó có 80 năm ngày Bác về Bác Bó Cao Bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, để có cơ đồ sự nghiệp của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nào đã từng tham gia bộ đội, gọi là bộ đội Cụ Hồ, hay là có người anh cả huyền thoại là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì còn biết thêm một chi tiết này nữa này. 110 năm ngày Bác đi tìm đường cứu nước lại cũng là 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy. Thế tức là khi Bác đi tìm đường cứu nước, Đại tướng chưa ra đời nhé. Bác đi vào mùa hè mà, mùng 5 tháng 6. Mà đến tận 25 tháng 8 năm 1911, Đại tướng của chúng ta mới cất tiếng khóc chào đời bên bờ sông Nhật Lệ, Quảng Bình. Cho nên lúc về với Bác đấy, Đại tướng dặn là đưa Đại tướng về Vũng Chùa Đảo Yến ở Quảng Bình là thế đấy, về quê mẹ. Các bạn cố gắng làm sao thu xếp nhé, để có những chuyến đi hành hương về lịch sử. Tất cả địa chỉ đỏ đó phải đến đấy. Quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An này. Bác có hai miền quê các bạn. Nam Đàn, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An là làng Sen, là quê nội. Làng Hoàng Trù, tên nôm gọi là làng Chùa, là quê ngoại. Quê ngoại ấy chỉ là với nghĩa
là mẹ bác bà Hoàng Thị Loan sinh bác ở đó thôi. Các bạn phải về Hưng Yên cơ. Về thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thì đấy mới đích thực là cái nôi xuất phát dòng họ Hoàng họ ngoại của bác. Ông ngoại Hoàng Xuân Đường, mẹ Hoàng Thị Loan, dì ruột bác là Hoàng Thị An, chính có cái nôi ở quê ngoại Hưng Yên đó. Cho nên bác về Hưng Yên nhiều lắm. Bác về Hưng Yên tới 10 lần tất cả. Trong khi Nam Đàn Nghệ An bác chỉ thu xếp về được 2 lần thôi. Đấy. Còn bạn nào ở Bắc Ninh, xứ Kinh Bắc Quan Họ đấy, thì lại càng chứng kiến là bác Hồ về Bắc Ninh nhiều nhất trong các tỉnh phía Bắc này. 18 lần tất cả. Mà Bắc Ninh là sắp sửa lên thành phố trực thuộc Trung ương, là một khu công nghiệp rất là lớn của đất nước. Tiềm năng phát triển rất lớn dù diện tích rất hẹp thôi. Thì chúng ta đủ hiểu là cái sự quan tâm sâu sắc của bác tới sự phát triển đất nước ở mọi miền, mọi vùng, mọi miền quê là thế nào. Trong hoàn cảnh của đất nước Việt Nam là chiến tranh liên miên, đất nước chia cắt, bác chưa đến được miền Nam nhiều đâu. Ở miền Nam bác chỉ đến được Huế khi còn thơ ấu, là nơi mà mẹ bác đã làm nghề dệt vải ở đó, nuôi dưỡng bác và em nhỏ. Bác cũng có dịp đến Bình Khê ở Bình Định, cái huyện xa nhất của Bình Định, nghèo nhất, vì bố bác được triều đình cử làm chi huyện Bình Khê. Thì bác đã đến đó. Và bác cũng đã có mặt ở Sài Gòn khi mà rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Thế thôi. Cao Lãnh bây giờ ở Đồng Tháp ấy các anh chị, là nơi để phần mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là thân sinh ra bác, chưa một lần bác đến. Cho nên là các tỉnh miền Nam, à, các địa danh miền Nam ấy, là nơi nằm trong suy tư và cảm xúc của bác. Cái câu là miền Nam trong trái tim tôi là thế. Hay là tại sao trước lúc tắt thở bác lại nói là cho bác một ngụm nước dừa. Nước dừa là biểu tượng của miền Nam. Và đặc biệt nữa, khi mang được nước dừa vào thì quá muộn, bác đi mất rồi. Người hộ lý nức nở khóc, chỉ cần kịp lấy một cái chiếc thìa nhỏ, bàn tay run rẩy lấy một chút nước dừa đặt ướt môi bác như tượng trưng mà thôi. Những điều ấy ta phải xem vào bộ phim Những Giây Phút Cuối Cùng của bác ta mới biết. Chứ còn chúng ta là thuộc về thế hệ sinh sau, ta không được trực tiếp chứng kiến điều đó đâu. Đấy, tôi nói phát qua như vậy để thấy năm nay đấy, những sự kiện về bác là rất cảm động. 131 năm sinh, 110 năm ngày đi đường cứu nước và 80 năm bác về bác bó Cao Bằng. Hộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là học trò xuất sắc của bác. Có thể nói là một hình ảnh phản ánh sinh động về đạo đức Hồ Chí Minh ấy, văn hóa Hồ Chí Minh ấy. Đại tướng là người được bác phát hiện rất sớm. Đại tướng chưa một ngày nào qua trường nhà binh, trường quân sự. Ông là một trí thức, ông là giáo sư sử học đấy chứ. Thế mà rồi sau này khi lọt vào mắt xanh của Nguyễn Ái Quốc, của Hồ Chí Minh, thì ông trở thành Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam, đại tướng huyền thoại, và suốt cuộc đời cầm quân đánh giặc cả hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đại tướng của chúng ta là Võ Nguyên Giáp, mà bác đặt cho bí danh là Văn, vì ông là giới trí thức mà, văn võ song toàn. Các bạn có biết rằng là khi mà đại tướng vào độ tuổi 95 và 100 đấy, thì giáo sư Vũ Khiêu có gửi tặng đại tướng một đôi câu đối chúc thọ: võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm. Công trạng của đại tướng Võ đấy là đi vào lịch sử, mà gốc tích là dạy về lịch sử dân tộc. Còn văn đức quán nhân tâm tức là nhân cách của một nhà văn hóa lớn ấy, thấm vào trong lòng dân tộc. Đấy là câu đối của giáo sư Vũ Khiêu, mà các bạn đều nghe tên tuổi cả. Giáo sư Vũ Khiêu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cụ thọ 105 tuổi, vừa mới ra đi gần đây. Đảng ta vừa tổ chức lễ tang xong đấy các đồng chí. Giáo sư Vũ Khiêu cùng quê hương với Tổng Bí thư Trường Chinh ở Nam Định. Thế và khi mà đại tướng mất ấy, đại tướng thọ 103 tuổi cơ mà.
với về Bác Hồ mà hàng ngàn hàng vạn bài thơ để tang đại tướng, trong đó hay nhất, cảm động nhất chính là hai câu thơ này, này. Tôi đọc để các bạn nghe là văn văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn, của một nhà giáo tên là Hồ Cơ đã viết bài thơ viếng đại tướng là văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Đấy, hình ảnh sinh động tái hiện lại cuộc đời nhân cách Hồ Chí Minh chính là cuộc đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều học trò kiệt xuất khác bây giờ thuộc về lớp lãnh tụ cấp cao của Đảng và nhà nước ta, cũng là học trò của Bác cả. Một chi tiết nữa các bạn cũng nên biết, nói đến đặc sắc của Hồ Chí Minh ấy, ta phải nói về vấn đề dùng người. Đã có cả một công trình tổng kết là phép dùng người của Hồ Chí Minh. Ngày mai các bạn có hội nghị trên tập đoàn thì ngày mai tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo lớn bàn về chiến lược trọng dụng nhân tài ngoài đảng. Nhân tài ngoài đảng các đồng chí nhé. Đấy, đấy. Đấy chính là học tập Bác. Chính phủ năm 45 do Bác dựng lên đấy, các bộ trưởng hầu hết ngoài đảng. Đến chủ tịch nước thay Bác trong thời gian dài 5 tháng liền, Bác đi vắng, Bác đi Pháp, Bác cũng chọn một người ngoài đảng, cụ Huỳnh Thúc Kháng đấy. Thì chúng ta học tập Bác về cách dùng người, tin cậy, tôn trọng con người, nâng niu từng giá trị con người và đặt con người vào đúng việc, đúng lúc, đúng hoàn cảnh để họ có tài, có đất dụng võ. Bác nói là nhân tài phải có đất dụng võ, thì Bác chọn người như thế. Tôi kể với các đồng chí một câu chuyện rất cảm động về Bác, với một người có thể nói là dũng mãnh, nhân vật số 2 chỉ sau đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân vật Nguyễn Bình, các đồng chí có nghe không? Trung tướng Nguyễn Bình. Đấy. Ông cũng người Hưng Yên, thuộc quê ngoại của Bác đấy, huyện Văn Giang ấy. Nguyễn Bình là người mà cũng có một năng khiếu trời cho về quân sự, tuổi thanh niên mà ông đã bộc lộ hết cả tài năng, dũng mãnh, mưu lược và can đảm, đã từng làm tư lệnh của chiến khu Đông Triều cơ mà, rồi đã từng lãnh đạo ở Hải Phòng cơ mà còn rất trẻ. Thế mà Bác gọi về Hà Nội trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng là Nam Bộ đã kháng chiến. Mùng 2 tháng 9 năm 45 thì đất nước độc lập, nhưng mà chưa đầy 3 tuần lễ, nhân dân Nam Bộ đã cầm gậy tầm vông đứng dậy đánh giặc. Pháp lại dã tâm xâm lược Nam Bộ một lần nữa và lan tỏa ra cả nước sau này. Cái tình hình dữ dội như thế, Bác gọi là nước sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc, thì Bác quyết định giao việc lớn cho Nguyễn Bình bằng cách gọi Nguyễn Bình về Hà Nội. Bác giao việc. Lúc về gặp Bác, Nguyễn Bình chỉ còn có một mắt thôi nhé. Trên khi phong trung tướng ấy, thời bây giờ không có thượng tướng, đại tướng xong là đến trung tướng, trung tướng là nhân vật số 2 mà. Nguyễn Bình chỉ còn có một mắt ấy, còn độc nhãn tướng quân, tướng một mắt. Còn nhân dân thì vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, cho thêm một cái từ nữa là thần, độc thần nhãn tướng quân Nguyễn Bình đấy các ông. Nhưng khi Bác giao việc lớn thì chưa phải đảng viên Cộng sản, chưa phải trung tướng, chỉ là một người thanh niên bình thường mà còn có một mắt. Tại sao lại còn có một mắt? Bởi vì Nguyễn Bình rất là nồng nhiệt yêu dân yêu nước. Ông đã vội vã gia nhập Quốc dân đảng, Việt Nam Quốc dân đảng. Ông tưởng nhầm rằng đấy là một đảng cách mạng. Ông vào đảng lúc có 17 tuổi. Vào rồi mới biết rằng là không đúng. Đây là một tổ chức chỉ manh động, phiêu lưu và mạo hiểm, chỉ chủ trương ám sát cá nhân thôi, chứ không phải là một đảng cách mạng chân chính. Ông vội vã xin rút ra ngay. Thế thì nó trả thù tàn bạo lắm. Nó cho người đuổi theo bắt về, nó khoét cả cái mắt trái của ông. Trên lúc phong trung tướng còn có một mắt là thế. Và cái đau đớn và là cái éo le của Nguyễn Bình là chỗ này này. Anh đã vào một đảng chính trị khác, mà bây giờ muốn vào đảng Cộng sản đấy là phải qua một thử thách rất khó khăn. Đấy là một nguyên tắc cần thiết mà các ông chí, thử thách rất khó khăn. Ông đã từng đi tù Côn Đảo năm 1930
mà phải thử thách 17 năm liền đến năm 1947, mở đầu kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc đấy, Nguyễn Bình mới được kết nạp đảng. Nhưng năm 45, bác đã cử đi Nam Bộ rồi. Bác gọi Nguyễn Bình về Hà Nội, bác nói là chú lên đường ngay cho bác. Bác giao cả miền Nam cho chú. Ta thấy cái bản lĩnh dùng người đến như thế đấy, không nhỉ? Tin cậy, cân nhắc đủ mọi nhẽ, quyết định đúng lúc. Ông là tư lệnh chiến trường Nam Bộ. Mà Nam Bộ lúc bây giờ đấy là nước sôi lửa bỏng. Nghĩa là nó một cái mảnh đất mà có nguy cơ chia năm xẻ bảy, kiểu thập nhị sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh ấy. Phải một tay dũng cảm mưu lược như Nguyễn Bình mới trị nổi cái bọn giang hồ hào hán đầu gấu đầu trộm đuôi cướp. Thế rồi là những cái nhóm phái tôn giáo phản động, lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng, lại cộng với thực dân Pháp như thế nữa, thì chỉ một tay Nguyễn Bình mới giải quyết được. Chuyên bác chọn người rất đúng. Thế Nguyễn Bình rất xúc động, nhận lời lên đường. Nhưng mà bác tiễn đi, bác tiễn đi thì bác, ông Nguyễn Bình tâm sự với bác một câu là việc lớn bác giao cháu không dám từ chối, nhưng cháu rất lo liệu có làm được không, có xứng đáng với niềm tin cậy của bác không. Bởi vì đến phút này lên đường, cháu vẫn chưa được kết nạp đảng. Tức là đảng viên cộng sản như chúng ta bây giờ đấy này các vị. Bác trả lời hay vô cùng, một câu thôi: cộng sản ư, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chú lên đường ngay cho bác. Bác tin chú, đảng tin chú mới giao việc lớn cho chú. Chú chưa phải cộng sản chỉ vì chưa kết nạp thôi, chứ còn chú là người ái quốc ái dân. Bác biết ái quốc ái dân là tên bác. Bây giờ bác nói như thế này đủ hiểu bác đánh giá cao Nguyễn Bình như thế nào. Và quả nhiên Nguyễn Bình đã lập công xuất sắc trên mảnh đất Nam Bộ bằng những mưu lược dũng cảm và trí tuệ sáng suốt của ông dù rất trẻ. Và đến 2 năm sau 1947 thì quyết định kết nạp đảng cho Nguyễn Bình. Và cái độc đáo của Hồ Chí Minh là ngay năm sau, năm 1948, bác phong trung tướng. Năm 1948 ấy, trong lịch sử quân đội ta là đợt phong tướng đầu tiên mà chính thức bác ký lệnh. Thời của bác đấy, bác chỉ phong có 11 tướng thôi. Mà trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, bác cũng chỉ phong có mấy chục tướng thôi. Đại tướng duy nhất đầu tiên và cao nhất là Võ Nguyên Giáp. Trung tướng đầu tiên đó là Nguyễn Bình. Giỏi như là Trần Tử Bình, như Nguyễn Sơn, như Trần Đại Nghĩa, bác cũng chỉ phong có thiếu tướng thôi. Nhưng mà Nguyễn Bình phải là trung tướng, chỉ đứng sau Võ Nguyên Giáp. Thì ta học bác cái cân nhắc về tài đức như thế nào cho nó xứng đáng nhé. Đặc biệt nữa, Nguyễn Bình năm 1948 mới phong trung tướng. Ông có rất là ít tuổi đảng và cũng mấy tuổi được tướng thôi. Đến năm 1951, tức là sau đó 3 năm, đảng ta chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 2 ở Việt Bắc. Bây giờ là đại hội lần thứ 13 rồi các đồng chí nhé. Thời bác năm 51 đại hội 22. Bác và Trung ương quyết định gọi Nguyễn Bình về Việt Bắc, tức là căn cứ địa cách mạng. Ý là để giao một trọng trách lớn. Thế mà Nguyễn Bình trên đường từ Nam Bộ về Việt Bắc phải đi qua đất Campuchia thì địch đã bắn chết. Lúc đó ông có 43 tuổi đời, có mấy tuổi đảng, mấy tuổi tướng thôi. Nhưng mà công trạng thì rất hiển hách. Các bạn có hình dung nổi là mất năm 1951 trên đất Campuchia, mà đến tận năm 2001, tức là sau 50 năm, ta mới tìm được hài cốt của Trung tướng Nguyễn Bình. Và ta tổ chức an táng trọng thể tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn vào công tác trong đó nhớ về Nghĩa trang thành phố nhé. Tìm mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình, đều người Hưng Yên cả, để thắp một nén hương biết ơn tưởng niệm nhé. Đến giờ an táng hài cốt Trung tướng Nguyễn Bình thì nó xảy ra một sự cố. Tức là bà vợ của Nguyễn Bình, tức là phu nhân ấy,
đến gặp ban tổ chức, bà đề nghị cho kiểm tra hài cốt vì bà rất áy náy là không biết có đúng hài cốt của chồng bà không. Thì ta phải làm chứ, một cái nguyện vọng rất là chân thành của người nhà là phu nhân của trung tướng cơ mà. Bà ấy kể thế này mà ai cũng khóc rồi. Chồng tôi chỉ còn có một mắt thôi. Khi tiễn chồng tôi vào Nam theo lệnh Bắc Hồ, tôi phải lắp cho chồng tôi một chiếc mắt giả, một cái nó như viên bi cơ mà, viên bi ve. Hài cốt cho xương thì chẳng còn bao nhiêu, nhưng mà cái vật ấy nó phải còn cơ thì mới đúng là chồng tôi được. Hơn nữa, khi tiễn chồng tôi đi vào miền Nam, tôi có trực tiếp đính cho chồng tôi một cái khuy áo đấy, bằng sắt, bằng kim loại, thì hài cốt có thể phân rã, nhưng cái vật thể ấy nó cũng phải còn cơ. Tôi cố tìm xem có đúng không thì mới là hài cốt của chồng tôi, mới yên tâm được. Ta làm ngay cho bà. Mà có một cái gì đó rất kỳ diệu, linh thiêng phù hộ, đất trời phù hộ, Bác Hồ phù hộ cho chúng ta, mà việc kiểm tra hài cốt Trung tướng Nguyễn Bình đã xảy ra rất tốt đẹp, diễn ra rất tốt đẹp. Ngay lập tức ta tìm được hai cái vật thể đó trong cái gói hài cốt của Trung tướng. Cái chiếc mắt giả nó như viên bi ve, cái áo kim loại này, cái khuy áo đấy nó sạn đi nhưng vẫn còn nguyên cả. Và tất cả đều nức nở khóc. Cái đợt ấy mới được diễn ra được. Mà cái người đứng ra để mà tổ chức an táng cho Trung tướng Nguyễn Bình lại là một vị thượng tướng quân đội nhé, anh hùng phi công thời chống Mỹ đấy các đồng chí, Phạm Thanh Ngân, thượng tướng, sau này là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, anh hùng phi công bắn rơi 8 máy bay Mỹ, và là trưởng ban tổ chức an táng của Trung tướng Nguyễn Bình. Rồi sau này khi Bác mất đấy, ông còn là gì? Đội trưởng đội phi công đặc biệt bay trên bầu trời Ba Đình để vĩnh biệt Bác. Những sự kiện đó chúng ta không thể nào quên để nói về cái cách dùng người của Bác Hồ. Hay là một cái chuyện này nữa này, Bác cân nhắc đủ mọi nhẽ, cho nên trước khi lên đường đi Pháp vào ngày 31 tháng 5 năm 46 đấy, đến tận ngày 22 tháng 10 năm 46 mới về đến Hà Nội, một chuyến đi thăm nước ngoài mà đến gần 5 tháng liền. Đấy không phải đi thăm đâu, đấy là một cuộc chiến đấu ngoại giao để cố kéo dài thời gian hòa bình, để củng cố chế độ và lực lượng. Thế mà thực dân Pháp vẫn dã tâm xâm lược Việt Nam. Lúc Bác về đến cảng Hải Phòng thì chiến tranh đã bắt đầu âm ỉ rồi. Hà Nội, Hải Phòng đã bắt đầu chuẩn bị Pháp xâm lược trở lại rồi. Thì trước khi đi Pháp, Bác quyết định trao quyền chủ tịch nước cho một người khác. Vì hiến pháp đã có rồi, Bác là người quyết định hiến pháp năm 46 đấy chứ, hiến pháp đầu tiên. Mà chủ tịch nước, nguyên thủ quốc gia không bao giờ được vắng mặt cả, mà bây giờ vắng dài ngày như vậy thì phải có người khác thay thế. Đảng đã cầm quyền rồi, bao nhiêu đảng viên cộng sản sao Bác không giao? Bác giao cho một người ngoài đảng. Đấy cũng là một bản lĩnh của Hồ Chí Minh. Bởi vì đảng mới cầm quyền, đảng rất vĩ đại, nhưng nhân dân cũng chưa biết đảng là bao nhiêu. Chứ một người tài cao đức trọng, một nhân cách lớn như cụ Huỳnh Thúc Kháng thì nói một câu cả nước nghe. Cho nên Bác xuất phát từ lợi ích của dân, từ việc nước việc dân mà tìm người, chọn người cho đúng, chứ không câu nệ đảng viên hay không đảng viên. Đấy. Chứ cụ Huỳnh được Bác mời đến, thiết tha mời cụ làm chủ tịch nước thay Bác. Cụ Huỳnh nể Bác mà nhận thôi, chứ cũng rất lo. Chứ tiễn Bác đi mà cụ hỏi Bác một câu: bây giờ việc nước việc nhà như vậy, cụ lại đi vắng dài ngày ở nhà, tôi biết tính sao, xin cụ cho tôi một lời khuyên. Ngày xưa là cứ 50 tuổi đã gọi nhau bằng cụ cả rồi mà. Đấy. Thì Bác Hồ trả lời thế nào? Vì đại sự quốc gia mà tôi phải đi vắng, công việc trong nước gánh nặng nhọc nhằn này từ nay đặt lên vai cụ và anh em ở lại. Chỉ mong cụ và anh em nhớ cho một câu: dĩ bất biến, ứng vạn biến. Dĩ bất biến tức là nguyên tắc phải giữ vững, quan điểm lập trường không thay đổi, nhưng mà phương pháp, biện pháp, sách lược phải thiên biến vạn hóa, mềm dẻo để cho phù hợp với hoàn cảnh. Cụ Huỳnh rất xúc động, coi đó là cẩm nang để khởi sự. Thế là tiễn Bác đi.
Tiến bác đi, cụ đọc tặng bác hai câu thơ. Lúc bây giờ bác bao nhiêu tuổi các đồng chí? Năm 1946 đấy, bác 56 tuổi. Năm 1945 đọc tuyên ngôn độc lập bác có 55 tuổi đấy. Bây giờ 56 tuổi bác là chủ tịch nước mà đi nước ngoài thì cụ Huỳnh đọc bác tặng bác hai câu thơ là 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Tức là không có phu nhân. Ý cụ là muốn giục bác lấy vợ đi. Mà ta nhớ là cả đời bác là phải hy sinh hết nhé. Bác không có cuộc sống riêng tư đâu. Không vợ, không con, không gia đình, không tài sản, không một chút gì của riêng cả. Vì dân, vì nước hết. Bác cảm ơn cụ Huỳnh. Bác trả lời là bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng mà cả cuộc đời bác là hy sinh. Thế mà ở Pháp, trăm công nghìn việc căng thẳng đấu trí ngoại giao với kẻ thù như vậy mà bác vẫn không quên cụ Huỳnh. Bác gửi thư về cảm ơn cụ Huỳnh có câu như thế này này. Là cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi. Huỳnh là Thúc Kháng các đồng chí nhé. Cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi. Nghĩ chẳng ra thơ để trả lời. Giang sơn đất nước cùng nhau gánh. Độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Để các bạn hình dung là đừng bao giờ thần thánh hóa bác nhé. Bác vĩ đại như bậc thánh, nhưng bác là một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, có niềm vui nỗi khổ như chúng ta, chứ đừng có thần thánh hóa bác. Cái lỗi này một thời ta đã mắc và bây giờ phải sửa. Và có hiểu bác đúng như thế mới càng cảm nhận đức hy sinh cao thượng của bác. Ta nhiều khi mắc vào những cái lỗi mà do hồn nhiên quá, giản dị, giản đơn quá thôi. Bác 55 tuổi bác đọc tuyên ngôn độc lập mà báo chí cách mạng rầm rập đăng tin thế này: Hồ Chủ tịch vị cha già của dân tộc. 55 tuổi bác đọc báo bác phê bình đấy. Bác phê bình rất hóm hình. Bác bảo các chú làm khổ bác mất rồi. Ta cũng chưa hiểu đâu. Ta chỉ nghĩ thoáng qua là chắc bác lại phê bình là không nghiêm túc về chính trị. Cha già dân tộc là lịch sử, là hùng vương dựng nước cơ. Bác là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc thì đúng, chứ không gọi thế được. Đấy là lòng tôn kính, ngưỡng mộ mà ta gọi thôi. Thì ta chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nhưng mà có ở gần bác, có nghe những người giúp việc bác tâm sự thì ta mới hiểu được. Ý bác khác đấy. Ý bác là các chú gọi bác là cha già dân tộc thì bác lấy vợ thế nào được? Ai dám lấy cha già dân tộc các đồng chí? Đúng không? Thế là ta tự ta một cách rất hồn nhiên, ta tạo ra những cái rào cản cho cuộc sống riêng của bác đấy chứ. Bác phê bình là đúng thôi. Phụ nữ dù yêu bác biết bao nhiêu đi nữa cũng không ai đủ can đảm vượt qua cái rào cản này để đi lấy cha già dân tộc đấy. Thì bác phê bình một câu thôi mà rất hóm hình, sâu sắc. Các bạn nào quê cùng với bác ở Nam Đàn, Nghệ An, người xứ Nghệ rất thâm thúy, rất là sâu sắc, nhất là chữ nghĩa. Bác dùng chữ, đối chữ bằng nghệ thuật giao tiếp đấy một cách rất là thấm thía. Thì ta sẽ học bác về phong cách sau này, nhất là chúng ta là trí thức. Từ đây, xin các bạn hãy hồi tưởng lại những dòng chảy của lịch sử, trở về với các sự kiện trong quá khứ để biết được dù một đôi điều cuộc đời sự nghiệp của bác. Trong gia đình bác là người thọ nhất đấy các đồng chí. Bác còn ở với chúng ta được 79 mùa xuân, thọ 79 tuổi. Bác mất vào tháng 9 mùa thu. Chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi, bác sang tuổi 80 để toàn dân toàn đảng đại thọ cho bác mà không kịp. Bác đi vào đúng mùa thu, tháng 9 năm 69. Nhưng bác còn thọ được 79 tuổi. Những người thân trong gia đình bác mất sớm lắm. Mẹ bác bà Hoàng Thị Loan thọ được có bao nhiêu tuổi? 33 tuổi. Lúc mà bác mồ côi mẹ, bác có 10 tuổi đầu mà lại mất ở Huế. Bác kể là bác đi mua thuốc về cho mẹ. Bà sinh thêm một em nhỏ nữa, em út của bác ở Huế mà. Đặt tên là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhuận tức là thêm đấy. Nhưng mà mẹ không có sữa, bác toàn bế em sang hàng xóm để xin bú nhờ, xin cơm, xin cháo nuôi em. Cho nên đặt tên em là Nguyễn Sinh Xin. Nguyễn Sinh Xin. Trên bia mộ còn nguyên cả.
thì bác kể là khi về, mẹ đã chết lạnh bên khung cửi. Bà làm nghề dệt lụa, dệt vải để nuôi chồng, nuôi con. Bà đang làm ruộng ở Nam Đàn, Kim Liên mà bà quyết định rời vào Huế để thỏa nguyện vọng của chồng trong vấn đề thi cử. Mà chồng bà, cụ Nguyễn Sinh Sắc đấy, thi cử rất long đong lận đận. Lúc vợ chết thì chưa thành danh, chưa công thành danh toại. Đến khi thành danh rồi thì không còn vợ nữa. Người phụ nữ xấu số đó, người mẹ của bác, bà Hoàng Thị Loan, thọ 33 tuổi, chết lạnh bên khung cửi. Bác kể cho chúng ta nghe, bác khóc cơ. Khi bác đã là chủ tịch nước rồi, bác kể là suốt đời bác không bao giờ bác quên được cái cảnh bác nhìn thấy em nhỏ của bác vẫn cứ bò trên ngực mẹ để tìm sữa cơ. Vẫn khóc, vẫn đòi sữa, có biết đâu là mẹ chết trong khi mẹ đã chết lạnh. Mà lại chết vào năm hết Tết đến ngày 22 tháng Chạp. Hôm sau 23 Tết, 10 tuổi đầu, chít khăn tang, bế em nhỏ 4 tháng tuổi trên tay, đưa mẹ lên an táng trên núi, gọi là núi Tam Tầng ở Huế. Vì triều đình nó không có chôn ở trong nội đô. Mà các đồng chí nhớ là bà Hoàng Thị Loan mất phải đợi 21 năm sau mới bốc mộ. Bà mất năm 1901 mà đến năm 1922 mới bốc mộ. Chị gái bác là bà Nguyễn Thị Thanh. Bà Thanh còn có tên là Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Bác đón chị, bác lấy tên là Hồng Liên, tức là hoa sen hồng. Thì bà Thanh lặn lội từ trong quê, rồi từ Quảng Ngãi miền Trung về tận Huế ban đêm, bí mật nhờ người bốc mộ cho mẹ. Ta hình dung xem 22, 21 năm thì còn gì nữa các đồng chí. Hài cốt nó phân rã hết rồi. Bà cứ tìm từng mẩu xương của mẹ, rửa cặn kẽ trong một chiếc chậu đựng nước lá thơm, rồi gói vào một miếng lụa hồng, buộc lại như cái tay nải, đeo trên vai, đưa mẹ về quê. 21 năm. Mà từ Huế về Nghệ An 400 cây số, đường rừng đường đèo, thân gái dặm trường, bà phải ngủ lại nhà trọ. Mà phong tục tập quán của Việt Nam đấy là không được để hài cốt của người chết trong nhà. Cho nên bà phải giấu mẹ ở ngoài vườn trong cái bụi chuối đó, để hôm sau lại tìm mẹ mang về quê. Bà vừa đi vừa khóc, bà khấn thầm là mẹ sống khôn chết thiêng, thì phù hộ cho chị em chúng con mang mẹ về quê được an toàn. Chị em chúng con tức là bà Thanh này, ông Cả Khiêm anh trai bác này, và bác đang ở Pháp rồi. Em nhỏ Nguyễn Sinh Sinh thì đã mất. Đấy, ta nhớ như thế. Thế thì về đến quê, ta có thể hình dung nổi là chôn mẹ Loan ở đâu không? Lại chôn ngay trong vườn làng Sen, tức là quê nội. Còn làng Chùa tức là quê ngoại, cùng ở cái xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An cả. Gần đây Đảng và Nhà nước ta đã làm một cái nhà thờ gia tiên cho gia đình bác đấy, ở ngay trên đất Nam Đàn này. Ta về ta có điều kiện chứng kiến trực tiếp đấy. Đặc biệt nữa là lại 20 năm sau, đến năm 1942, thì ông Cả Khiêm là anh bác. Ông Cả Khiêm là vì con trai Cả mà, con là con thứ, nhưng mà con trai là con Cả, ông gọi là ông Cả Khiêm, Nguyễn Sinh Khiêm. Còn bác là Nguyễn Sinh Côn, lớn lên là ông Nguyễn Sinh Khiêm thành Nguyễn Tất Đạt, còn bác là Nguyễn Tất Thành. Đấy, ông Cả Khiêm lại đưa hài cốt của mẹ từ làng Sen về an táng chính thức trên dãy núi Đại Huệ của cái giải Thiên Nhẫn, một cái vùng địa linh nhân kiệt xứ Nghệ. Mà khi ra Hà Nội đấy, ông Cả Khiêm kể cho bác nghe chi tiết cái việc an táng mẹ thế nào, bác khóc đấy. Đấy. Bà Thanh cũng thế, đã gặp bác ở Hà Nội rồi, một lần duy nhất. Riêng cái câu chuyện này là điều rất ly kỳ đấy. Tại sao ông Cả Khiêm lại cho con cháu trong dòng họ đi theo ông lên núi Đại Huệ? Ông dặn con cháu đấy này, con cháu dòng dòng họ thôi, chứ ông cũng có vợ con riêng đâu. Đào cho ông 9 cái huyệt, 8 huyệt là nghi binh thôi,
cái huyệt thứ 9 mới chính thức đặt hài cốt của mẹ Loan vào đó. Vì gia đình bác đã nằm trong tầm ngắm của đế quốc thực dân, nó săn lùng suốt ngày đêm, phải làm như thế để đảm bảo an toàn. 8 cái huyệt giả, cái huyệt thứ 9 mới chính thức. Kể cho bác nghe, chính chỗ này mới là chỗ an táng mẹ này. Bác khóc. Đặc biệt nữa, sau khi đào được 9 cái lỗ huyệt ấy rồi, ông Cả Khiêm cho con cháu về hết. Một mình ông thức trắng đêm trong khu rừng Đại Huệ để đợi sáng hôm sau thì làm lễ an táng cho mẹ, thay cho cả bác, cho cả chị gái nữa. Đấy, gia đình bác như thế. Bà Loan mẹ bác vất vả lắm, chết từ 1901, 1952 mới bốc mộ, 1942 mới đưa lên Đại Huệ an táng. Nhưng mà hai cái thời điểm này là trùng với bác này. Năm 1922, khi chị gái bốc mộ cho mẹ, thì bác là em trai đã ở Pháp. Và bác đã trở thành lãnh tụ Đảng Cộng sản Pháp rồi, dù mới có trên 30 tuổi. Và bác đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, rồi trở thành đảng sáng lập đảng ta năm 1930. Thế còn 20 năm nữa, tức là năm 1942, ông Cả Khiêm chính thức an táng mẹ, thì bác đã về đến Bắc Bó Cao Bằng từ năm 41 rồi. Về Bắc Bó, bác vẫn lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Phải sang mùa thu năm 1942, bác viết xong tác phẩm Lịch sử nước ta bằng thơ. Tác phẩm này các đồng chí này, bây giờ đảng ta in thành từng quyển một sách nhỏ này để chúng ta dễ tìm dễ đọc. Lịch sử nước ta bằng thơ. Ở trong rừng núi lấy đâu ra tài liệu? Trong hang đá. Chỉ bằng trí nhớ thôi, bác phác họa các sự kiện, không sót một sự kiện nào, từ Hồng Vương Hồng Bàng dựng nước đến tận khi mà Pháp xâm lược Việt Nam, mà lại viết bằng thơ cơ. Đây là quốc sử Việt Nam đầu tiên bằng thơ, mà bác lại đưa ra một lời dự báo tiên tri là mùa thu 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Và lúc viết là tháng 8 năm 42. Và cũng lúc đấy bác lên đường sang Trung Quốc, chính thức lấy tên là Hồ Chí Minh. Và bác dùng là Hồ Chí Minh suốt từ đó đến khi bác viết di chúc. Thì ta mới hiểu được là tác phẩm này đáng phải suy ngẫm thế nào. Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Nhất là dự báo mùa thu 45 Việt Nam sẽ độc lập, thì đúng quả nhiên là như vậy. Bác đến Trung Quốc, trên đường sang Trung Quốc để liên hệ với Trung Quốc, với Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy, để liên hệ cách mạng hai nước, thì đến biên giới Việt Nam Trung Quốc gần chỗ Quảng Tây, thì lính của Tưởng Giới Thạch khám xét người bác, bắt giam bác ngay. Nó coi bác là Hán gian, vì không có giấy tờ gì, chỉ có mỗi cái tờ giấy thông hành chuẩn bị cho bác, thì vội quá nó lại hết hạn mất rồi. Nó bắt ngay. Nó đầy ải bác 14 tháng liền. Nó giải bác đi 30 nhà tù ở Quảng Tây. Mà đất Trung Quốc mênh mông rộng lớn như vậy, buổi sáng tinh mơ đã phải đi, xiềng xích chân tay bị trói, cứ lê lết thế này. Đêm khuya ngủ trên đống rơm, đống giả. Thậm chí khi đã vào nhà canh nhà tù rồi, bác còn viết thơ, nhật ký trong tù mà chúng ta hồi còn nhỏ, còn là học sinh, sinh viên đã từng học đấy. 130 bài thơ bác viết bằng chữ Hán. Đến lúc 70 tuổi, ta xin phép bác dịch ra tiếng Việt, bác mới cho phép. Đấy. Thì trong cái nhật ký trong tù đấy, tả cảnh cơ cực đến mức độ này này, bác viết là ngồi trên hố xí đợi ngày mai. Đấy. Ghẻ lở đầy người, răng rụng tóc bạc, ăn đói mặc rét như vậy, đầy đọa tiều tụy. Cho đến lúc mà bác ra khỏi nhà tù thì bác phải tập leo núi để lấy lại sức khỏe, để trở về với dân với nước, mà cách mạng tháng 8 đến nơi rồi. Đời bác nó quãng chi tiết, nó vào tù ra tội rất nhiều lần. Trong hồ sơ của bác, mật thám nó còn ghi là thế này, này: tử hình vắng mặt Nguyễn Ái Quốc. Cái sự kiện Hồng Kông, vụ án mà nhờ có luật sư Lucy Bai cứu, bác mới thoát chết. Chứ nếu mà nó đã quyết định án tử hình ấy, mà nó điệu bác về đến Vinh là thủ phủ Nghệ An ấy, thì nó tử hình rồi.
Trên suốt đời bác mang ơn luật sư Lusabai. Còn dân tộc Việt Nam thì coi cụ là ân nhân của cả dân tộc Việt Nam vì đã cứu được bác. Đến bây giờ 42, 43 thì lại vấp vào cái nhà tù Quảng Tây như thế nữa. Đấy, thì chúng ta nhớ là gia đình bác, cuộc đời bác trước hết phải kể bà mẹ là như vậy. Có 32 tuổi, 33 tuổi. Chị gái bác là bà Thanh, được 70 tuổi. Bà lại mất vào đúng năm 1954, là năm bác đang ở Việt Bắc, có Điện Biên Phủ, bác chưa về được quê. Ông cả Khiêm, anh trai bác, mất năm 1950, đúng năm chiến dịch biên giới, thọ có 62 tuổi. Bác đều không về được. Bác phải có điện về cho tỉnh ủy Nghệ An để nhờ làm tang giúp thay cho bác. Bố bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc, sau này là phó bảng. Cụ được bổ làm quan trong triều đình Huế, ở quan ở bộ lễ ta hình dung như bộ giáo dục bây giờ. Thì cụ chỉ thọ được có 67 tuổi thôi. Và cụ mất ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, nơi mà bác chưa bao giờ đến. Và cụ cũng mất trong cô độc, không có ai bên cạnh. Mãi sau này cô Lê Thị Huệ mới đưa đường cho bà Thanh, chị gái bác, vào tận nơi để tìm mộ cha đấy. Ta sẽ nói về cô Huệ sau. Người bạn đời của bác, mối tình đầu của bác chỉ có trong tim thôi, không có trong cuộc đời đâu, có lấy nhau đâu. 30 năm đi ở nước ngoài thì bác không ràng buộc gì với cô Huệ cả. Là thế đấy. Mà cô Huệ cuối cùng đi tu các bạn. Cô Lê Thị Huệ đi tu đấy. Mà bác biết tin cô Huệ đi tu bác khóc. Đấy. Thì gia đình bác là tất cả mọi người thân đều mất sớm. Chỉ có bác là sống thọ cả. Em nhỏ Nguyễn Sinh Xin của bác có 4 tháng tuổi. Mà chết trên cánh tay bác. Bởi vì khi nghe tin vợ mất, ấy, ông Nguyễn Sinh Sắc vội vã từ Nghệ An, từ Thanh Hóa ra Huế để đưa hai con về. Hai con đây tức là bác và em nhỏ của bác là Nguyễn Sinh Xin. Mà đường như tôi nói 400 cây số, em nhỏ 4 tháng tuổi làm sao sống được. Mà chết trong nghèo đói, chết trong đau đớn chứ. Phải tháo cánh cửa, lấy cái miếng gỗ nhỏ bên trong, đóng cái áo quan nhỏ xíu, lót em trong một tấm áo rách đưa đi chôn. Có 4 tháng tuổi. Ta có về quê bác đấy, tất cả các ngôi mộ đều còn biển hết, còn bia hết. Bà nội bác là cụ Hà Thị Hy, còn mất sớm nữa, có 32 tuổi đã mất rồi. Bà nội bác đấy. Em nhỏ có 4 tháng tuổi, chị gái được 70 tuổi, anh trai được 62 tuổi, bố được 67 tuổi. Mà bố mất trong hoàn cảnh bác đang ở Trung Quốc để chuẩn bị thành lập đảng. Thế cho nên trong gia đình bác hầu như không ai có hạnh phúc cả. Tất cả chỉ vì dân, vì nước hy sinh hết. Nhất là bác là điển hình. Thì ta phác họa chung như thế để có một hiểu biết sơ bộ về cuộc đời bác. Và giải thích vì sao bác thương yêu con người, bác thấu hiểu phụ nữ và trẻ em như thế. Bắt nguồn từ chính cuộc đời cay đắng từ lúc thơ ấu của bác. Em nhỏ nhé, mẹ mất rồi, nhớ mẹ, khát sữa, khóc cả đêm. Bác kể chúng ta nghe là bác dỗ em mà em không nín. Ban đêm hai anh em côi cút ôm lấy nhau mà khóc. Bác tủi thân khóc theo em. Đấy là chuyện thơ ấu của bác. Thì ta mới thấy được là tất cả những sự kiện kể về bác đấy cho chúng ta hình ảnh một con người có đức hy sinh như thế nào. Bây giờ ta nói một chút về cô Huệ. Dù chỉ một chút thôi. Các bạn cũng nhớ cho là một thời ta mắc vào cái lỗi tư duy là thần thánh hóa bác. Nhưng không bao giờ ta kể cả. Ngay cả những người không biết đã đành, những người biết cũng không bao giờ nói. Thế bây giờ tình hình khác rồi. Đổi mới đã cho chúng ta giải phóng tư duy và ta hiểu bác đúng đắn hơn, đầy đủ, chân thực hơn, thì phải kể những điều ấy để thấm thía hết nỗi đau của bác. Cô Lê Thị Huệ với bác không có gì xa lạ cả. Cô Huệ cũng là con nhà quan đấy chứ. Bố cô Huệ là Lê Quang Hưng. Cụ làm quan ở bộ công ta hình dung như bộ kinh tế đấy. Bố bác là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy, làm quan ở bộ lễ tức là bộ giáo dục.
Cả hai vị quan này đều thanh liêm cương trực, trên triều đình nó ghét bỏ, và các cụ cũng bỏ mũ áo nhà quan trở về sống ẩn dật trong dân làng. Bố bác làm nghề thuốc và nghề dạy học, nên dân làng coi cụ là ân nhân lập tang cho cụ thôi, chứ có ai bên cạnh đâu. Riêng bố cô Huệ cuối cùng cuộc đời rất là đau đớn, chỉ còn lại là một ông già mù hát sẩm thôi, ở cái bến cảng Sài Gòn. Cô Huệ kém bác 3 tuổi, nhưng lại mất sau bác 11 năm. Để các bạn tính được tuổi thọ của cô nhé. Kém bác Hồ 3 tuổi, nhưng mất sau bác 11 năm. Bác mất năm 69, đến năm 1980, giải phóng miền Nam được 5 năm rồi cô Huệ mới mất. Nhưng vì ta cứ thần thánh hóa, không bao giờ ta để tâm nghiên cứu hoặc không lưu trữ tạc tài liệu. Ta chỉ biết được một vài tư liệu ít ỏi nhưng mà vô cùng quý giá là cô Huệ đã bỏ đi tu. Mà cô đi tu chỉ vì nghe tin bác mất. Mà đau đớn hơn nữa là không phải bác mất thật năm 69, mà báo chí nước ngoài đăng tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Cô lại tưởng thật. Thế là cô đi tu từ lúc còn trẻ lắm. Mãi sau này ở Việt Nam có người gặp cô Huệ, kể hết mọi chuyện ta mới biết đấy chứ. Rồi bác cũng hỏi chuyện với cô Huệ. Cô Huệ tiễn bác đi khỏi bến cảng Nhà Rồng có 18 tuổi. Bác là 21 tuổi. Cô Huệ cứ cầm tay bác. Lúc bây giờ tên bác là Văn Ba. Cái thẻ làm công trên tàu tên là Văn Ba. Hỏi là anh Ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Bác trả lời là chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết bao giờ mới trở lại được. Nên tôi không nỡ làm khổ cô Huệ, chỉ mong cô Huệ ở lại được bình yên, hạnh phúc mà thôi. Tức là không có ràng buộc gì nhé, mối tình mới chấm nở đã hy sinh. Bỗng nhiên cô Huệ nói một lời đau đớn. Nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Và cô Huệ đợi bác. Lúc mà còi tàu rục rã như vậy thì bác vội vàng đặt vào tay cô Huệ một cái gói nhỏ, ta gọi là cái gói kỳ vật. Mở ra cái miếng lụa nhỏ đó đấy, gói một chiếc lược bên trong, chiếc lược chải tóc. Chiếc lược này là của mẹ bác đấy, bà Hoàng Thị Loan đấy, mà bác giữ gìn từ khi mẹ mất. 10 năm sau đến tuổi thanh niên đi tìm đường cứu nước thì bác trao gửi lại cho người yêu. Và cô Huệ khi quyết định xuống tóc để đi tu theo đúng nghi lễ Phật giáo nữa, thì cô cầm chiếc lược mà rưng rưng nước mắt. Đấy, những chuyện đó chúng ta không thể nào quên được. Thế và trong tập thơ Nhật ký trong tù đấy, có một cái bài thơ cuối cùng rất lạ các đồng chí. Mãi sau này ta mới biết đấy là lời tin nhắn của bác cho cô Huệ. Bài thơ cuối cùng là số 133. Cái cuốn sổ tay bằng thơ bác viết chữ Hán. Chữ Hán của bác thông thạo như chữ Việt từ khi còn 3 tuổi, 5 tuổi nữa. Mà làm thơ không phải một bài mà cả một tập hơn 100 bài thơ bằng chữ Hán thì đủ hiểu ảnh hưởng của bác, tâm hồn bác và cả cái ngôn ngữ của bác như thế nào. Cái bài này rất lạ ở chỗ là không có đầu đề, mà lại ở cuối cùng. Ta phải chọn những nhà thơ giỏi chữ Hán nhất để dịch cho sát nghĩa bác. Ông Khương Hữu Dụng, ông Nam Chân là người được giao cái việc này. Dịch đã rất hay rồi, mà đến khi đưa bác đọc lại, bác cười. Bác bảo các chú dịch hay, nhưng cũng chưa hiểu hết bác đâu. Để bác dịch lại. Ta dịch là vô đề, tức không có đầu đề, vô đề. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi. Lòng sông Hương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Dịch như thế là rất nhẹ nhàng thanh thoát, tả cảnh leo núi để lấy lại sức khỏe, để về với đất nước, với dân, với đảng. Bác dịch lại như thế nào? Một là bác đặt đầu đề. Bác đặt đầu đề thì từ nay nó có đề, không còn là vô đề nữa. Tiếng Hán là tân xuất ngục học đăng sơn.
dịch ra là mới ra tù tập leo núi. Thế. Bác dịch ngược lại này: mây ấp núi, núi ô mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng. Bác xóa chữ bồi hồi đi, bác bảo trung quá. Bồi ngồi dạo đỉnh Tây Phong, trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai. Bồi ngồi và chạnh lòng thì mới đúng với nỗi niềm của bác. Nhớ ai đây? Chính là cô Huệ. Và bác ký tên một cái tên rất đẹp là Thanh Lan. Ta nhớ là bác 180 cái tên nhé. Bác không có gia đình, không có vợ, có con, mà bác dùng rất nhiều tên phụ nữ, toàn tên đẹp này các ông chị. Thanh Lan này, Phong Lan này, Diệu Hương này, Tuyết Trinh này, Hồng Liên này, Thu Giang này, tên bác cả đấy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có trả lời chúng ta là đấy chỉ là một phép nghi binh che mắt kẻ thù thôi, vì bác hoạt động bí mật. Bác viết bài báo lên án đế quốc làm nhục phụ nữ thì bây giờ bác đứng ra bảo vệ phụ nữ, bác ký tên phụ nữ là chính xác. Mà một người có tâm hồn lộng gió thời đại như bác đã dùng tên phụ nữ phải dùng tên đẹp là thế thôi. Đấy là lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà ta có thể tin được, vì Thủ tướng sống suốt cả cuộc đời bên cạnh bác. Trong những tên phụ nữ đó, chỉ riêng có tên là Hồng Liên là có xuất xứ. Tức là bác đón chị gái ở Hà Nội thì bác lấy tên là Hồng Liên cho ứng với chị là Bạch Liên. Bà Thanh gặp bác Hồ, tức là em trai mình, mà ôm lấy bác mà khóc. Sau mấy chục năm chị em mới gặp nhau, bây giờ bố mất mẹ mất rồi. Bà hỏi bác một câu thế này này: việc riêng của cậu đến đâu rồi? Thì bác khóc. Bác trả lời là em không còn thời gian nữa. Bây giờ 2 triệu đồng bào mình chết đói, cách mạng mới thành công, phải lo việc cho dân cho nước, không có thời gian nghĩ việc riêng đâu chị ạ. Và lại cũng nhỡ nhàng muộn mất rồi, 55 tuổi rồi mà. Ông cả Khiêm ra thăm bác trước khi toàn quốc kháng chiến nổ ra. Chuyến thăm rất vội vã ngắn ngủi, ông chỉ kịp hỏi bác mấy câu thôi rồi ông về. Không ngờ rằng là những chuyến thăm của chị, của anh đó là lần đầu tiên, lần duy nhất mà cũng là lần cuối cùng, không bao giờ gặp lại nữa. Ông cả Khiêm hỏi bác là bao giờ chú định về thăm quê. Anh biết chú rất bận nhưng cố thu xếp về thăm quê lấy một lần. Bác hứa với anh là nhất định sẽ về. Mà bác về được 2 lần cơ, nhưng không còn anh nữa. Vì năm 1950 ông cả Khiêm mất, đến tận năm 57 bác mới về Nam Đàn lần đầu tiên, lúc 67 tuổi. Và lần cuối cùng vào năm 61, lúc 71 tuổi. Thế thôi. Bác trả lời ông cả Khiêm như vậy. Đến mức ông cả Khiêm hỏi bác về việc riêng là anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Thì bác đứng lên đặt tay vào vai anh và ngâm cho anh nghe một câu kiều: đã tu, tu chót, qua thì thôi. Tức là gián tiếp trả lời bác rồi là hy sinh. Quả nhiên đến phút cuối cùng năm 1969, bác còn tiếp nhà báo Cuba. Người ta hỏi bác một câu là trong đời chủ tịch đâu là điều thiêng liêng nhất? Thì bác đặt tay lên ngực và nói: tôi tự nguyện hiến đời tôi cho nhân dân tôi, cho dân tộc tôi. Đấy, chúng ta chịu ơn sâu nghĩa nặng của bác là thế đấy các bạn. Không có bác, Việt Nam đến cái tên trên bản đồ thế giới cũng không có. Mà bác ra đi tìm đường cứu nước để đem lại cơ đồ sự nghiệp cho Việt Nam như bây giờ, thì đấy là công lao trời biển của bác cùng với đảng, với dân ta. Và đấy cũng là nghĩa vụ chính trị và đạo đức mà thế hệ trẻ hôm nay phải tiếp tục cái con đường đi của bác. Cái khái niệm là con đường cứu nước cứu dân, sau này gọi là đường Hồ Chí Minh. Các bạn có hiểu cái sự tích này, đường Hồ Chí Minh, đường trên biển, đường trên bộ, để chuyển biết bao nhiêu vạn tấn vũ khí lương thực vào miền Nam giải phóng miền Nam. Bây giờ gọi là đường Hồ Chí Minh, đường của độc lập, tự do và hạnh phúc, đường của chủ nghĩa xã hội. Nó có liên quan câu chuyện kể này. Trước khi mất,
Bác Hồ còn kịp có một niềm vui, có một sự an ủi. Đó là bác nhận được tin chính phủ lâm thời cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được thành lập và các nước đã công nhận, đặt đại sứ ngoại giao ở các nước, riêng ở Hà Nội có trụ sở ở Hà Nội, đoàn đại biểu chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lãnh tụ Cuba là đồng chí Fidel đã vào tận Quảng Trị là thủ phủ của khu giải phóng và là nơi đặt trụ sở của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thế cơ mà cảm gì? Thì bác được tin như thế, bác rất mừng. Và bác đã từng gặp luật sư Trịnh Đình Thảo, tức là một trí thức lớn ở miền Nam. Ông là thủ lĩnh của phái dân tộc dân chủ hòa bình miền Nam, chủ tịch liên minh mặt trận dân tộc dân chủ miền Nam. Luật sư có một trang trại rất lớn ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Trong trang trại đó, ông chọn cái đường xoài đẹp nhất để đặt tên là đường Hồ Chí Minh. Thế mà chính quyền Ngụy nó cho người đến đe dọa đàn áp, đề nghị phá bỏ con đường này, xóa cái biển đó xuống. Luật sư trả lời là đây là nhà tôi, đây là trang trại của tôi, đặt tên đường như thế nào là quyền của tôi. Thế là trước uy tín của luật sư Trịnh Đình Thảo mà kẻ thù không dám làm gì cả. Báo chí đăng cái thông tin này mà bác đọc thiên kinh vạn quyển. Một ngày bác đọc không dưới 30 tờ báo khác nhau, cả trong nước và ngoài nước, cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, cả báo trung ương, báo địa phương. Bác biết. Cho nên bác đến thăm luật sư Trịnh Đình Thảo khi bác còn khỏe cơ. Bác hỏi luật sư một câu là đường Hồ Chí Minh trong trang trại luật sư có còn không? Luật sư không ngờ bác biết thấu đáo như vậy. Ông xúc động lắm, đặt tay lên ngực và thưa với bác là thưa bác, mãi mãi vẫn còn. Và sau này khi bác mất ấy, cả miền Nam cùng với cả nước, cả Việt Nam và thế giới đã đến khóc bác là thế đấy các ông chí. Thì đấy là một vài nét rất là thoáng qua, khái quát để ta tìm hiểu thêm cuộc đời của bác, sự nghiệp của bác. Tất cả chỉ quy tụ vào đức hy sinh vì dân, vì nước. Đúng là tên bác là ái quốc, ái dân là thế. Bây giờ chúng ta nói về những giá trị cốt lõi trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà để phục vụ cho cái việc là khát vọng phát triển Việt Nam của năm nay và mai sau, cũng như trong cái nhiệm kỳ khóa 13 này. Thì các bạn có thể vắn tắt thế này, nói tư tưởng Hồ Chí Minh thì có một mệnh đề bao quát nhất, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hay là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hay là độc lập và tự do. Các bạn có biết là trong lăng bác ấy, khi ta vào viếng lăng thì trên tường lăng đá cẩm thạch này, 9 chữ vàng được khắc nổi bật: không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy là cốt lõi tư tưởng của bác, tức là yêu nước, yêu dân, giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc ngang tầm với thời đại. Thế cho nên khi đã là lãnh tụ, là chủ tịch nước rồi, năm đầu tiên khai giảng năm học mới, bác có thơ gửi cho các cháu học sinh. Trong thư này bây giờ đọc lại, ta thấy đấy là cả một thông điệp, đấy là cả một cương lĩnh về giáo dục. Bác nói là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có đủ sức bước lên đài vinh quang để sánh vai được cùng các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các em, các cháu. Ta coi đó là thông điệp đấy các ông chí nhé. Mà bây giờ muốn sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không, Việt Nam nhất định phải chiến thắng trong hội nhập, phải thành công trong hội nhập. Kinh tế Việt Nam phải có một thị phần xứng đáng trong cả cái thị phần thế giới. Sản phẩm Việt Nam phải là sản phẩm thương hiệu Việt Nam trên thương trường quốc tế, mà trong đó khoa học công nghệ của các bạn có một vai trò cực kỳ quan trọng. Bác có một cái mệnh đề nổi tiếng này, có lẽ các nhà công nghệ chúng ta ghi nhớ này. Bác nói là chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ là nguồn sức mạnh vô tận. Thế là bác phát hiện rất sớm vai trò động lực mục tiêu của công nghệ chứ.
Khoa học đây tức là khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đặc biệt nữa, tại sao nước vừa mới độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, Bác gửi thư ngay cho Tổng thống các nước phương Tây, kể cả gửi cho nước Nga là thống chế Stalin, người thay Lenin sau này. Ta đọc vào toàn bộ tác phẩm Hồ Chí Minh, ta sẽ thấy trong đời Bác hàng ngàn hàng vạn bức thư gửi cho bạn bè quốc tế, trước hết gửi cho Stalin, cái người mà thay Lenin. Lenin mất sớm quá, chứ Lenin mà sống lâu hơn, mà Bác của chúng ta lại gặp được Lenin thì lịch sử có thể khác đấy các đồng chí nhé. Tất nhiên là sự phát triển không bao giờ theo các cái giả định như thế cả, nó có quy luật của nó. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh là cái điều mà không gặp được Lenin, Bác coi là một sự ân hận. Bác sang nước Nga muộn quá, sang thì Lenin đã ốm nặng mất rồi, không gặp Lenin một lần nào. Bác chỉ đi viếng Lenin, mà vì viếng Lenin 40 độ dưới không như vậy, mấy manh áo mỏng mà Bác bị bệnh xương phổi. Tuổi già sức éo, sức yếu, Bác mắc lại bệnh phổi, bệnh tim mạch, bệnh áp huyết, đáy mắt chảy máu tận bên trong. Các thầy thuốc khuyên Bác đừng hút thuốc lá nữa, và Bác chấp nhận, Bác bỏ. Nó có nguyên nhân như thế. Thế thì Bác còn gửi thư cho cả thống Stalin. Bác nói rõ là Việt Nam đã độc lập, nhưng Việt Nam đang đứng trước cảnh lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, lại 2 triệu người chết đói thê thảm. Cho nên Việt Nam rất cần đến sự giúp đỡ vật chất tinh thần của Liên Xô, và rất mong Đại Nguyên Soái quan tâm. Bức thư đầu tiên Bác gửi Stalin là như thế, mà ông ta không có trả lời, không có hồi âm. Phải 5 năm sau, Liên Xô mới công nhận Việt Nam là năm 1950. Họ lại công nhận Trung Quốc trước cả công nhận Việt Nam. Câu chuyện này là cũng là éo le của lịch sử. Nhưng trong đó có một vấn đề là Bác Hồ của chúng ta là một bản lĩnh độc lập sáng tạo, không chịu lệ thuộc ai cả. Và vì thế mà ông ta rất thành kiến với Bác Stalin, chứ Lenin thì khác. Ông Stalin này, ông coi Bác là không phải cộng sản. Ông coi Bác là quốc gia dân tộc, là chủ nghĩa dân tộc thôi. Mãi sau này thực tiễn mới chứng minh được. Và lại, ông lại trực tiếp nghe Bác đọc tham luận tại Diễn đàn Quốc tế Cộng sản. Ông ta phải thừa nhận một điều là: tôi thừa nhận là Nguyễn Ái Quốc rất thông minh và sắc sảo, nhưng Nguyễn Ái Quốc phải bớt gay gắt đi, vì Bác Hồ phê phán trực tiếp các đảng Cộng sản, kể cả nước Nga, là chưa quan tâm đúng mức đến phong trào thuộc địa. Đấy, ác cảm ấy nó kéo dài mãi đến sau này, thử thách Bác, và đến tận năm 50 họ mới công nhận Việt Nam là thế đấy các ông chí. Nhưng mà các nước phương Tây đấy, Bác gửi rất nhiều thư. Bác báo tin là Việt Nam đã độc lập, chúng tôi chờ đợi sự công nhận của các nước. Nếu được các ngài công nhận độc lập của Việt Nam, tôi sẵn sàng lập quan hệ ngoại giao ngay. Bác chủ trương hội nhập rất sớm các bạn, rất sớm. Và tôi sẵn sàng gửi ngay nam nữ thanh niên ưu tú của Việt Nam sang phương Tây học kỹ thuật công nghệ phương Tây. Đấy, Bác coi trọng kỹ thuật như thế đấy, từ những ngày đầu dựng nước các đồng chí nhé. Cho nên để sau này đến đâu, ở nước nào, Bác cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề khoa học kỹ thuật công nghệ là như vậy. Và Bác luôn luôn căn dặn chúng ta thế hệ trẻ đấy, học suốt đời. Học suốt đời cơ. Lenin thì dặn là học, học nữa, học mãi các bạn đâu ạ. Bác nói khác, Bác nói hay hơn nhiều. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Vừa hình ảnh mà vừa sâu sắc về triết lý. Khi Bác mất ấy, ta còn tìm thấy dưới gối nằm của Bác cả một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, là thứ tiếng Bác biết từ năm 1917 khi Bác có mặt ở nước Mỹ. Bây giờ tuổi già sức yếu, Bác lại ôn lại cái thứ tiếng này. Ta để trong bảo tàng cái cuốn từ điển đó, cả cái cuốn sổ tay ghi từng mục từ của Bác, cả cái bút chì xanh đỏ Bác đánh dấu từng trang sách học.
Chúng tôi nhắc lại các bạn là học Bác bao nhiêu điều cũng không đủ, nhưng mà trong đó đừng quên là tự học nghị lực phi thường để có thể nạp thêm thông tin tri thức vào để ứng thích ứng với cuộc sống mới hiện nay. Đấy là phong cách của Hồ Chí Minh đấy các bạn. Đến tận phút chót nhé, ngày 25 tháng 8 năm 1969 là ngày làm việc cuối cùng của Bác. Mùng 2 tháng 9 thì Bác đi. Ngày làm việc cuối cùng của Bác lại hóa ra là ngày gì các ông? 25 tháng 8 là ngày sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 25 tháng 8 nhé, bạn nào ở trong quân đội thì đều biết. Cuối năm nay là kỷ niệm 77 năm quân đội nhân dân Việt Nam đấy. Đại tướng sinh vào 25 tháng 8 mùa thu, Bác cũng đi vào mùa thu. Và ngày Đại tướng ra đời là ngày Bác đã lênh đênh góc biển chân trời rồi. Thế bây giờ đến ngày làm việc cuối cùng lại đúng ngày sinh của Đại tướng. Hai vợ chồng Đại tướng đến thăm Bác. Bác đã nằm trên giường bệnh. Vợ Đại tướng tức là bà giáo sư Đặng Bích Hà. Bà là con gái của giáo sư Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai là con trai của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, là bạn chí thân chí thiết của bố Bác, là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cho nên Bác mới chọn Đặng Thái Mai làm bộ trưởng giáo dục là thế. Và suốt đời Bác dành tình cảm thân thiết như gia đình cho vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà Đặng Bích Hà là phu nhân của Đại tướng. Hai vợ chồng Đại tướng biếu Bác hai quả dừa các bạn, vì biết rằng là Bác thường uống nước dừa, Bác nhớ miền Nam. Bác dặn là cô chú gói hai quả dừa lại trong một miếng lụa đỏ, thay Bác đến thăm luật sư Trịnh Đình Thảo đang có mặt ở Hà Nội. Tôi đã kể cái chuyện Trịnh Đình Thảo rồi, các anh biết rồi. Hai vợ chồng Đại tướng làm đúng lời Bác dặn, để hiểu rằng là tình cảm của Bác suốt đời không thay đổi vì miền Nam thế nào. Cô Huệ lại mất ở miền Nam. Cô Huệ mất ở nơi rất xa. Các bạn vào cái vùng Bà Rịa, Vũng Tàu bây giờ, ở đấy có một ngôi chùa tên là chùa Thị Vải, gần cảng Thị Vải ở Bà Rịa, Vũng Tàu, vùng đất đỏ quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu đấy. Có cái ngôi chùa ở đó, đấy là ngôi chùa mà cô Huệ đã đi tu đấy. Thì ta mới nhớ là nói tư tưởng Bác là nói yêu nước yêu dân, độc lập tự do là quý nhất. Thơ Bác viết là trăm điều trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do cơ mà. Vào cái cảnh mà đến cách mạng đến nơi rồi thì Bác lại ốm nặng. Ở cái lán Nà Lừa các đồng chí, ở Tuyên Quang đấy. Lúc tỉnh lúc mê mà Bác dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp một câu, lúc đó ông mới là chỉ huy du kích thôi. Thời cơ cần kíp lắm rồi, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết dành cho được độc lập. Đến khi nước Việt Nam ra đời thì Bác đọc trong tuyên ngôn đấy, viết tuyên ngôn và đọc tuyên ngôn đấy. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập tự do đó. Đến khi toàn quốc kháng chiến nổ ra thì thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. 20 năm sau chống Mỹ cứu nước thì là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nói tư tưởng Hồ Chí Minh đấy, sợi chỉ xuyên suốt đó là độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Và khát vọng phát triển cũng là vì thế thôi. Còn đạo đức Hồ Chí Minh thì nổi bật ở bốn chữ cần kiệm liêm chính, để chí công vô tư. Còn phong cách Hồ Chí Minh nổi bật ở dân chủ và khiêm tốn, giản dị và lịch thiệp, bao dung và nhân ái. Tất cả điều ấy cho ta thấy cả một sự thống nhất tư tưởng, đạo đức, phong cách, và nói lên Hồ Chí Minh là biểu tượng của dân tộc Việt Nam và của thế giới nhân loại. Đạo đức là cái điều sáng tỏ nhất, đạo đức là hệ trọng nhất mà cả đời Bác quan tâm, kể cả khi Đảng đã cầm quyền. Ta biết Liên Xô 70 năm tồn tại vĩ đại như vậy mà đổ, chỉ vì khi cầm quyền rồi thoái hóa thôi. Đạo đức không còn như xưa nữa.
trên cái câu bác tổng kết ấy, một cá nhân và một đảng xưa nay đã là vĩ đại, tức là công trạng hiển hách đấy, thì không nhất thiết ngày mai vẫn được như vậy nữa nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa. Cái câu ấy cũng coi như là một cái mệnh lệnh của bác căn dặn đảng ta phải giữ vững đạo đức cách mạng thế nào. Trên cuối đời, vào lúc đảng 39 tuổi, bác 79 tuổi, bác vẫn viết một tác phẩm cuối cùng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Thì đủ hiểu bây giờ, đảng ta coi xây dựng chỉnh đốn đảng phải lấy tư tưởng đạo đức phong cách là chính, quan trọng biết chừng nào là vậy. Thế còn đời bác ấy là một minh chứng sinh động về đạo đức cần kiệm liêm chính. Ta xem còn có ai cần mẫn trong suốt cuộc đời để vì dân vì nước như bác. Ta xem có cái tấm gương cảm động nào về tiết kiệm như bác đâu. Mãi bây giờ Đại hội 13 đảng mới đưa ra cái khái niệm là văn hóa tiết kiệm. Bác tiết kiệm trong cả cuộc đời, tiết kiệm cả trong sinh hoạt riêng tư, khắc khổ để nêu gương. Các bạn vào thăm bác có để cái bàn làm việc, bàn làm việc của vĩ nhân mà là gỗ mộc thế này, trên bàn có cả ống bơ sữa bò để bác cắm bút bi bút chì làm việc, đôi dép cao su đi cả cuộc đời thành huyền thoại, mấy manh áo mỏng thế thôi, trong cái tủ sờn, tủ gỗ đã sờn, áo đã sờn, bộ quần áo kaki bác đọc bác mặc hôm đọc tuyên ngôn độc lập, bây giờ để trong bảo tàng đấy các ông. Bộ quần áo kaki này chính là vợ chồng nhà tư sản Trịnh Văn Bô may cho bác, và ông bà đó đã đem tất cả tủ lụa vải ra để may toàn bộ quần áo mới cho chính phủ, để chính phủ kịp ra mắt quốc dân đồng bào đấy. Là thế. Trên phương Tây đấy, nó bình luận là bộ trưởng tài chính của Hồ Chí Minh không ai khác chính là ông bà Trịnh Văn Bô, nuôi dưỡng chính phủ từ đầu đến cuối cơ mà làm gì, dành cả cái ngôi nhà 48 hàng ngang cho bác ở để bác viết tuyên ngôn độc lập không? Là thế. Trên cái bộ quần áo ấy bây giờ để trong bảo tàng, nó như một biểu tượng về một cuộc đời thanh cao tiết kiệm. Là thế. Tiết kiệm đến mức này các ông chí này, lãnh tụ mà bữa cơm của bác như một người dân. Cho nên là ta phục vụ bác đấy, ta cố gắng chăm sóc bác, nhưng bác lại dặn thế này này, bác là người xứ Nghệ, Nghệ An mà. Bác chỉ thích ăn những món ăn dân dã của quê nhà thôi, đừng bày vẽ lãng phí làm gì. Bác nói vậy để nhắc chúng ta tiết kiệm. Ta lại hồn nhiên quá đi hỏi bác là cái món dân dã của bác là món gì, để ý là để phục vụ bác đấy. Bác kể ra là canh rau muống này, cái cá bống kho các ông chí, và mấy quả cà xứ Nghệ, thế là đủ rồi. Thế là bữa nào cũng mang cho bác một đĩa cà đầy ắp như thế, bác ăn thế nào được. Bác nói thế, nhưng ta phục vụ bác ta phải tinh tế chứ. Bác cũng ăn uống như một người dân, nhưng bác hỏi chúng ta là cà Nghệ quê bác thì ngon thật, bác rất thích, nhưng các chú lấy đâu ra mà lắm vậy, bữa nào cũng cho bác ăn cà. Thế là ta là thanh niên mà, ta lại trả lời bác là bác cứ dùng cho thoải mái bác ạ, chúng con chuẩn bị sẵn cho bác một ô tô cà. Đấy là ta nói quá lời chứ không có đâu. Bác biết, bác bảo thôi, cà Nghệ tuy rất ngon, bác ăn thế đủ rồi, bây giờ các cô các chú ăn giúp bác cái ô tô cà này đi, rồi góp tiền mà trả cho dân, ai ăn thì người ấy trả tiền. Thế có phải là một cái tấm gương đạo đức không các đồng chí? Thế là ta thay bằng một cái đĩa cá rán thôi, mà bác tinh lắm, vừa bưng lên bác nói ngay là có phải cá Anh Vũ không. Bạn nào ở Việt Trì Phú Thọ thì đều biết cả, cái quả cá nổi tiếng ngày xưa là cá Tiến Vua đấy. Ta kể cho bác là đây là tỉnh Phú Thọ gửi xuống làm để bác dùng. Bác bảo cá này ngon lắm, nhưng mà cất đi chiều mới ăn, bây giờ bác không dùng đâu, bữa trưa mà. Bác bảo chú Tô thích món cá này lắm, chú Tô đi công tác vắng chiều tối mới về, đợi chú Tô về bác mới ăn. Chú Tô tức là ai, cái làm gì? Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
bác toàn gọi lãnh tụ bằng bằng bí danh thôi. Chú Tô là thủ tướng nhé, chú Văn là đại tướng nhé, chú Ba là tổng bí thư Lê Duẩn nhé, và chú Năm là chủ tịch Quốc hội Trường Chinh. Một cái thói quen là hoạt động bí mật cho nên toàn gọi bí danh hết. Tám thư ký giúp việc cũng là bí danh cả. Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. Ai chuyển đi công tác khác, người đến thay thế vào đúng cái vị trí đó, thành khẩu hiệu. Ông Vũ Kỳ là ở lâu nhất với bác mà cũng đã về với bác cả rồi. Đấy. Cái tiết kiệm của bác là cả trong sinh hoạt hàng ngày, trong làm việc và ngay cả trong sử dụng con người nữa. Bác gọi là tiết kiệm sức dân, đi liền với bồi dưỡng sức dân để phát triển sức dân, mà bằng sức mạnh của quản lý kinh tế, bằng khoa học công nghệ, bằng năng suất lao động là thế. Trong những chuyện tiết kiệm của bác có một cái câu chuyện rất cảm động thế này các bạn. Thời kỳ kháng chiến Việt Bắc sống gian khổ lắm, ta không hình dung được đâu. Cơm gạo đỏ gạo mục có mà ăn là quý rồi, không có gì cả. Thế là ta, bác mới bảo là như chiến sĩ là chú chịu khó vào trong bản, bản đó, cái làng của người thiểu số đấy, xin đồng bào ít lá chè tươi về đun lên, vừa làm nước trà mà uống, mà vừa chan vào cơm mà ăn, cho muối vừng vào là xong thôi. Lãnh tụ mà ăn uống như thế, sống kham khổ như thế, lo nghĩ việc lớn như thế, bác cũng không thể sống lâu hơn được. Mà bác có một cái biệt tài rất lạ các chị, bác đi bộ. Bây giờ ta thì nhiều khi cũng ngại đấy các chị. Chứ bác đi bộ một ngày 40 cây số, 50 cây số là chuyện bình thường. Cứ từ Định Hóa Thái Nguyên là trụ sở Trung ương Đảng, sang Chiêm Hóa Tuyên Quang là trụ sở của Quốc hội và Chính phủ, cứ đi đi lại lại như vậy mà ngày xưa kháng chiến chứ. Rất là vất vả. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có kể là bác Hồ đi bộ cả cuộc đời bác mà cộng lại thì bằng chiều dài cả đất nước này. Đấy là huyền thoại. Mà quả nhiên đấy là sự thật nhé. Khi mà thanh niên xung phong từ Tam Đảo Vĩnh Phúc về Bắc Cạn để mở đường cho chiến dịch Điện Biên đấy và biên giới, bác tặng mấy câu thơ. Mà năm nay là năm 90 năm của đoàn ta nhé. Các bạn trẻ thanh niên là đã kỷ niệm rồi này. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm lên. Không? Thế bác hỏi chúng ta là các cháu đi từ Vĩnh Phúc lên đây mất bao nhiêu lâu? Thì ta lại kể bác là mất vài ngày, vì vừa đi vừa đánh giặc vừa đào hầm. Bác bảo thanh niên như thế là chậm quá, phải đi nhanh hơn, khẩn trương lên. Bác đi bộ một ngày 40 cây số là đường rừng là bình thường. Bác kể ra đấy. Thế ta đi phục vụ bác, ta mệt quá muốn nghỉ. Muốn nghỉ nhưng bác chưa nghỉ thì cũng không dám nghỉ. Thế muốn nghỉ thì phải bảo bác nghỉ, lấy cớ là giữ gìn sức khỏe cho bác. Bác có một biệt tài là đọc trước được ý nghĩ của chúng ta. Bác bảo đi chậm lại cũng là nghỉ rồi, chứ nghỉ hẳn thì ngại lắm, không muốn đi nữa đâu. Thôi cố lên. Đấy, bác Hồ là thế. Ngay cái chuyện mà Đặng Tiểu Bình Trung Quốc nhé, bác sang Trung Quốc rất nhiều lần, trong đó có thời kỳ Đặng Tiểu Bình đã giữ quyền lực rồi. Đặng Tiểu Bình rất khác Chu Ân Lai. Chu Ân Lai rất kính trọng ngưỡng mộ bác. Mỗi lần đến Việt Nam, Chu Ân Lai đều đến đền thờ Hai Bà Trưng thắp hương để xin lỗi chúng ta. Đặng thì khác. Ông ta để lại một câu nói thành một vết nhục của lịch sử đấy, dạy cho Việt Nam một bài học, ta biết cả rồi. Thế có lần bác sang Trung Quốc mà Đặng thất lễ, không ra đón bác, cứ ngồi trong phòng khách. Ta đi thắp tùng bác ta cũng khó chịu lắm, hỏi bác nên xử sự thế nào. Bác bảo các chú cứ bình tĩnh, chuyện nhỏ lắm, có cái gì đâu, để bác xử cho. Thế là bác đi bộ rất nhanh, đi trên thảm đỏ này. Bác vào phòng khách rồi mà Đặng Tiểu Bình còn chưa kịp đứng lên. Và bác nhanh trí đặt luôn tay lên vai Đặng. Thế là con xong. Tức là anh thì không chấp. Ý như thế. Và bác nói tiếng Hán như tiếng Việt. Bác bảo dạo này chú có được khỏe không? Thì đấy là ứng xử vô cùng tinh tế của bác. Sâu sắc thâm thúy như thế.
Chưa kể đến là bao nhiêu câu chuyện cảm động xung quanh với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, với bạn bè quốc tế nữa. Ta đều thấy bác là một thiên tài, cả về tư tưởng, cả về đạo đức và cả về văn hóa ứng xử. Mà vào bối cảnh như hiện nay đấy, giới trí thức chúng ta, trong đó có trí thức khoa học công nghệ của các đồng chí đây, phải cố rèn luyện cho được cái phong cách ứng xử văn hóa tinh tế của Hồ Chí Minh, nhất là sự bao dung nhân ái. Bác nói thế này nhé: sông sâu bể rộng, bao nhiêu nước cũng vừa. Nó rộng, dung lượng nó rộng, nó đại lượng. Còn cái đĩa cạn, cái chén nhỏ thì chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình. Thì đấy cũng chính là một danh ngôn nói về bao dung văn hóa, khoan dung, rộng lòng thương, tha thứ, dung nạp tất cả. Hay là gần đây chúng ta cũng may mắn phát hiện được một nhân chứng sống của lịch sử vẫn còn, chứ còn đi hèn hết rồi, đi hết rồi, nhưng mà vẫn còn một người rất đáng quý. Cụ năm nay cũng gần 100 tuổi. Cụ tên là Hoàng Phát Hiền, người Ninh Bình, người đã từng có 15 năm cắt tóc cho Bác Hồ ở Việt Bắc và ở Hà Nội, cũng như là phục vụ Trung ương. Cụ biết rất nhiều chuyện khi cụ làm phó vụ trưởng văn phòng Trung ương Đảng. Cụ viết một cuốn sách, nhan đề là Những điều chưa biết về Bác Hồ, kể cho chúng ta nghe. Gần 100 tuổi vẫn viết sách các bạn nhé, mình vẫn sáng suốt như thế, cũng là tấm gương chúng ta học. Thì đọc câu chuyện này, ta mới thấy xúc động là hóa ra cụ là người thợ cắt tóc phục vụ Trung ương và cho Bác Hồ từ kháng chiến. Mà bác giản dị đến mức là bác bảo chú ra bờ suối cắt cho bác cho nó mát. Ông ấy rất là xúc động, lúc còn trẻ mà hồi hộp lắm, không biết làm thế nào. Bác lại để râu nữa, chỉ sợ làm hỏng râu của bác. Thế là mới phải nháy ông Hoàng Tùng đứng trước để xem là cắt như thế được chưa. Bác bảo bác không cầu kỳ như các chú đâu, cứ cắt cao cho bác mát là được, nhưng mà bác chỉ cần làm việc thế thôi. Có mỗi cái mảnh vải dù này, cái tông đơ, cái kéo, cái gương cũng mờ phục bác đó, chứ đâu như bây giờ. Thế là trong lúc làm việc, bác lại pha trò cho mọi người vui, để cho mọi người không mất bình tĩnh. Bác hỏi thế này nhé: chú có biết nước mình ai to nhất không? Bảo thưa bác là to nhất. Bác là chủ tịch nước, chủ tịch đảng, bác là to nhất. Bác bảo không, chú cũng to đấy. Chú tức là ông Hoàng Phát Hiền là người cắt tóc mà. Không, cháu chỉ là thợ cắt tóc phục vụ bác thôi, có là gì đâu ạ. Bảo không, chú to thật mà. Bác thì lãnh đạo Trung ương, còn chú thì điều khiển cả bác. Cắt tóc cho bác mà, thì phải bác quay trái, quay phải, cúi lên, cúi xuống nữa, cũng điều khiển bác. Bác lãnh đạo Trung ương, còn chú thì điều khiển cả bác đấy. To hay nhỏ cũng tùy lúc, tùy việc chú ạ. Ai cũng to mà ai cũng nhỏ, ai cũng nhỏ mà ai cũng to, tùy công việc thôi. Đấy. Và bác nói là chỉ có nhân dân mới là to nhất. Cho nên quả nhiên sau này bác viết là nhân dân là quý nhất. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng sức mạnh của nhân dân, là thế đấy không? Thì đấy là tóm tắt một đôi điểm cốt yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Tư tưởng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Còn tất cả từ cái điều ấy, nó tỏa đến tư tưởng về đảng, về nhà nước, về chính phủ, về văn hóa, về con người, về đoàn kết và dân vận, vân vân. Đạo đức chỉ xoay quanh cốt lõi cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, bác gọi là giặc nội xâm. Còn phong cách đấy, dân chủ, nhân ái, vị tha, khoan dung như thế. Bác là bậc thầy về dân vận các bạn nhé. Công chức chúng ta phải làm dân vận. Ta phải sửa một cái lỗi. Ta cứ tưởng đảng mới làm dân vận, không phải đâu. Nhà nước càng phải làm dân vận. Và chúng ta là người của nhà nước, càng phải làm dân vận. Ai lại có một lần bác giờ giải lao đại hội, bác đi thăm. Bác đến một cái đơn vị cảnh vệ để thăm. Cảnh vệ là để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, chuyên rất quan trọng, vất vả bác thăm. Bác đến cái đơn vị cấp dưỡng, ta gọi là văn phòng cấp ủy, phục vụ đại hội.
vất vả bác thăm. Thế mà chiến sĩ mình trẻ quá, không biết bác là ai cả. Bác lại giản dị như một ông già nông dân chả ai biết. Thế là chiến sĩ trẻ măng quá, thế là vội vàng mình ngăn bác lại, không cho bác vào. Hỏi giới hỏi má bác. Bây giờ ta gọi là cái thẻ an toàn đại hội đấy. Bác bảo bác đây mà. Bảo bác cũng phải có giấy, không cho bác vào công việc. Thế là chỉ huy ra mới ngăn lại. Bảo đây là bác Hồ, sao mà chú hỏi giấy bác. Bác nghe được bác phê bình ngay. Các đồng chí nào có chức vụ làm quản lý lãnh đạo nhé, thì câu chuyện này là có ý nghĩa lắm đây này. Bác bảo chiến sĩ của chú rất giỏi, không có lỗi gì cả. Phải như thế mới đảm bảo an toàn được chứ. Lỗi là của chú. Chú là chỉ huy mà không báo cho chiến sĩ biết là bác đến, làm sao họ biết bác là ai. Cho nên bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá. Còn chú bác sẽ phạt sau. Và sau này bác ghi rõ là chỉ huy phải phạt nặng gấp 3 lần so với chiến sĩ. Người ngoài đảng mắc lỗi thì đảng viên cũng phải chịu lỗi 3 lần, nặng gấp 3 lần so với người ngoài đảng. Đấy, bác học được Lenin cái phong cách đó. Thế là bác đến cái đơn vị cấp dưỡng. Anh em được đi phục vụ đại hội đã là vinh dự. Bây giờ lại gặp bác trực tiếp sung sướng quá, cứ đứng ngây ra ngắm bác, không ai chào hỏi. Bác muốn cho nó bình nhân tự nhiên, bác bảo chú nào đi lấy cho bác cốc nước. Thế mà bác nghe không rõ, hay là còn mải mê ngắm bác. Mãi về sau thì mới lấy cho vào tay, vào túi cuối quần, lấy cái bật lửa, các ông chị, bật lửa cho bác. Vì cứ nhìn thấy bác là nghĩ ngay bác hút thuốc lá, thì cháu phục vụ bác. Bác cũng mỉm cười, cúi xuống châm một điếu thuốc. Xong rồi bác nói: năm nay ta phải kỷ niệm 90 năm dân vận các bạn nhé. Các ta nhớ này, bác coi bác là dân, đồng chí nhân viên kia bác coi là cán bộ. Bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa đối nhau như thế mà để dân với cán bộ, nếu xảy ra đúng như thế thì mất hết, không còn gì để nói nữa. Một câu nói đùa của bác thôi, nhưng cũng rất có ý nghĩa cảnh báo. Hay cái chuyện bác về Thái Bình làm việc với tỉnh ủy 6 lần tất cả. Lần cuối cùng bác về Thái Bình, bác yếu lắm rồi, bác vẫn về. Làm việc với tỉnh ủy xong thì bác về Hà Nội. Đồng chí bí thư tỉnh ủy tiễn bác đi và mang quà để biếu bác thay mặt tỉnh. Thái Bình bây giờ thì khá rồi chứ trước nghèo lắm, có gì đâu, dù là cánh đồng 5 tấn. 2 túi gạo mếp, gạo tẻ gọi là đặc sản quê nhà biếu bác mấy cân gạo. Bác bảo gạo này ngon lắm, nhưng bác lấy tiền bác trả tiền gạo đúng giá tiền thời bao cấp. Ông bí thư tỉnh ủy không hiểu, ngăn tay bác lại, nói là sao bác lại giả tiền, bác đừng làm thế. Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng gì đâu, bác nhận cho anh em vui thôi. Bây giờ các đồng chí thử hóa thân ra nè. Các đồng chí đóng vai bí thư tỉnh ủy thì các đồng chí cũng nói như thế chứ gì nữa, có gì sai đâu. Đến khi nghe bác nói lại ta mới giật mình các bạn. Hóa ra trên đời này bao nhiêu lần ta nói sai mà ta có biết đâu. Bác bảo thế này nhé, các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng suốt đời bác và các chú chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền gạo là trả cho dân chứ đâu trả cho các chú. Các chú không nhận cho bác mà cứ giục bác mang gạo về thì có khác gì là bác tham ô? Thấm thía không chứ? Gạo thì đưa ra văn phòng, mấy đồng tiền của bác thì để trong bảo tàng. Nhưng mà một câu nói ấy thôi đủ cho thấy bác sâu sắc, chu đáo, ân cần như thế nào. Hay là cái chuyện trong đời bác có 2 lần bác thức trắng đêm. Bao nhiêu lần giấc ngủ không thành, thức trắng đêm vì bác phải y án tử hình trên cương vị chủ tịch nước, không cho tha, không ân xá, không giảm án, y án. Bác còn chỉ thị thi hành bản án ngay không chậm trễ. Một là ông đại tá Trần Dũ Châu,
năm 1950 xảy ra vụ tham nhũng lớn nhất trong quân đội. Và trước khi xử bắn Trần Dụ Châu, trước khi tòa kết tội tử hình, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng ký lệnh xóa toàn bộ chức tước quân tịch của Trần Dụ Châu. Bác lại đích thân giao cho Thiếu tướng Trần Tử Bình là Phó Tổng Thanh tra quân đội trực tiếp điều tra vụ án này. Và khi thấy là không thể tha thứ được, bác y án tử hình. Đấy là năm 1950. Năm bác có 60 tuổi. Năm 50, bác còn đau đớn khi nghe tin anh trai mình mất ở Việt, ở Nghệ An, ông Cả Khiêm. Năm 50 cũng là năm bác lên đường trực tiếp ra mặt trận biên giới, chỉ huy và bí mật qua Trung Quốc đến Liên Xô để xin viện trợ. Chỉ bác mới giải quyết được. Bây giờ đến 14 năm sau, tức là năm 1964, lúc bác 74 tuổi, bác lại đau đớn y án tử hình một ông thứ trưởng nữa. Thứ trưởng là cán bộ cao cấp rồi. Ông này là Trương Việt Hùng, thứ trưởng Bộ Canh Nông, tức là Bộ Nông nghiệp bây giờ đây này. Ông này giết vợ vì có tình riêng. Chuyện vỡ lở ra, ra tòa án tuyên án tử hình. Bác y án ngay. Bác nói là phải giết đi một vài con sâu để cứu cả cánh rừng trong sạch, vẫn phải làm. Đau đớn mấy cũng phải làm. Mất người là đau đớn nhất chứ. Bác là thế đấy các bạn. Để các đồng chí chia sẻ với đảng ta bây giờ tại sao phải dương cao cái quyết tâm chống tham nhũng bằng được, lấy lòng tin của dân. Mất dân là mất hết, mà có dân thì có tất, là thế. Tất cả đo bằng cái thước đo chống tham nhũng này. Hai thế nữa, bác còn gọi cán bộ của chúng ta mà hư hỏng ra bác chỉ dẫn phê bình. Chưa đến mức tử hình, nhưng bác nói một câu thức tỉnh mà ai cũng khóc. Dĩ nhiên những giọt nước mắt muộn màng. Bác bảo để các chú hư hỏng như thế này bác cũng có lỗi. Bác nhận lỗi về bác. Vì bác không dạy bảo các cô các chú đến nơi đến chốn. Các chú nên biết, chính phủ không có tiền. Tiền của chính phủ là do dân đóng thuế mà có. Riêng với ngành thuế các bạn, riêng với ngành thuế, bác dặn là đi thu tiền thuế của dân. Không chỉ thu từng đồng tiền, mà cái chính phải thu được lòng dân. Một câu nói mà ngành thuế bây giờ coi là cả một triết lý đấy các bạn. Phải thu được lòng dân cơ, không chỉ thu tiền đâu. Thế mà chính phủ có tiền để trả lương cho công chức từ mồ hôi nước mắt của dân, mà các chú tội lỗi làm ăn lười biếng trễ nải, lại gây cái ác, thì đấy là lừa gạt dân chúng. Thế là bác thức tỉnh như vậy, ai cũng xót xa ân hận và cảm thấy như mình có lỗi thực sự. Thì đấy là những điều mà để chứng minh cái sức sống ảnh hưởng lớn của bác đối với dân tộc, với đảng, với thế giới, mà tất cả từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của người toát lên. Trong cái phần đầu đấy, chúng ta đã nói một đôi nét thôi về cuộc đời, sự nghiệp của bác, tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Mà đặc biệt đảng ta lưu ý là năm nay phải nhấn mạnh một cái thông điệp, đó là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, dân tộc phải cường thịnh để trường tồn, mà coi đây là chính là tâm nguyện suốt đời bác Hồ. Thực hiện được như vậy, tức là làm được những điều bác mong muốn. Bây giờ xin các đồng chí hình dung này. Nó có mấy cái sự kiện tính từ ngày lập nước của bác, mùng 2 tháng 9 năm 45, đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 69 là bác ra đi. Mà trong khoảng 24 năm ấy đấy, đã phải trải qua hai cái bước ngoặt lớn, 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, rồi những năm tháng căng thẳng chống chiến tranh phá hoại giặc Mỹ. Nó đe dọa là đưa miền Bắc trở về thời đồ đá cơ mà các đồng chí. Hủy diệt để ngăn chặn chúng ta chi viện cho miền Nam. Thì trong cái hoàn cảnh như thế, bác cùng với Trung ương đã bình tĩnh mưu lược, dựa vào sức dân để vượt qua tất cả mọi khó khăn như thế nào, để cuối cùng thì ta có được chiến thắng. Chỉ tiếc một điều là bác không còn được trực tiếp chứng kiến nữa.
nhưng mà sức sống ảnh hưởng của Bác thì rất là lớn. Các bạn có hình dung là khi nước mình độc lập ấy, cả Việt Nam có bao nhiêu triệu dân? Có 20 triệu người. Bây giờ là 100 triệu rồi. Mà 20 triệu người năm 45 đấy đã rơi vào thảm cảnh 2 triệu người chết đói. Đấy là một cái di sản đế quốc thực dân để lại đấy. Một tội ác ngót một thế kỷ nô lệ đô hộ chúng ta. Và nó dùng chính sách giáo dục ngu dân để 95% dân số mù chữ, để nó dễ bề cai trị. Cả cái kho bạc của đất nước, gọi là cái gọi là kho bạc quốc gia đấy các ông chứ, chỉ còn lại chưa đầy 1 triệu đồng Đông Dương rách nát không tiêu được. Để các đồng chí hình dung là doanh nghiệp tỷ đô, đây là cả một hoài bão lớn thế nào nhỉ, mà làm được như vậy thì đúng là một niềm an ủi rất lớn cho Bác. Hoàn cảnh như vậy, tức là từ tay trắng mà làm nên cơ đồ sự nghiệp. Cho nên Bác mới chỉ thị là toàn dân phải biết chữ. Người biết dạy cho người chưa biết, biết nhiều dạy cho biết ít, con cái dạy cho cha mẹ, toàn dân bắt buộc phải đi học, gọi là cưỡng bức giáo dục. Cưỡng bức nhưng mà rất nhân đạo, vì đưa nhân dân ta tới làm chủ bằng ánh sáng văn hóa. Cho nên khoa học công nghệ đấy, càng ngày càng trở nên có vị trí chiến lược là vì vậy. Thì học vấn là nền tảng thôi. Thứ hai nữa, Bác bận trăm công nghìn việc như vậy, thù trong giặc ngoài, vận mệnh đất nước ngàn cân cho sợi tóc như vậy, mà Bác luôn luôn bình tĩnh, mưu lược, làm chủ hoàn cảnh. Bác đã viết thư cho các cháu học sinh rồi, bây giờ Bác lại đến tận nơi Bác dự giờ. Một chủ tịch nước mà Bác đến tận trường trung học Trưng Vương, cái phố Hàng Bài, các ông chí, Bác dự 1 giờ tiếng Anh. Bác rất chú trọng ngoại ngữ ấy. Các bạn đây là rất giỏi về công nghệ, về ngoại ngữ này, cái thế mạnh này phải phát huy ấy. Chìa khóa để phát triển đấy. Bác dự 1 giờ tiếng Anh. Thời bấy giờ trường Trưng Vương đã dạy ngay ngoại ngữ rất là chu đáo rồi. Đấy. Bấy giờ là cái trường gọi là trường nữ học, tức là trường toàn con gái cả, không có con trai, cho nên gọi là trường nữ học. Tiền sử của nó là trường Đồng Khánh cả, lịch sử hàng trăm năm. Bác dự 1 giờ tiếng Anh, Bác chỉ ngẫu nhiên một cháu gái 13 tuổi đứng lên đọc cho Bác nghe. Bác chữa lỗi phát âm cho. Đời Bác là lãnh tụ mà có lần Bác còn làm phiên dịch nữa cơ. Phiên dịch cho chúng ta, phục vụ chúng ta, vì chúng ta không biết ngoại ngữ. Kháng chiến mà rất hồn nhiên. Cái cháu bé 13 tuổi đứng dậy đọc cho Bác nghe, Bác chữa lỗi cho, sau này là ai đấy các đồng chí? Sau này là nữ giáo sư toán học Hoàng Xuân Xính đấy. Bà ấy là người phụ nữ mà viết luận án tiến sĩ toán học ở trong hầm trú ẩn thời chống Mỹ nhé. Và bảo vệ học vị tiến sĩ tại Paris, tại nước Pháp, làm trung tâm văn hóa của châu Âu. Thì đủ hiểu rằng là chúng ta có những người giỏi như thế nào. Nhưng mà bà ấy nói là suốt đời không bao giờ quên được cử chỉ Bác uốn nắn chữ phát âm cho, ân cần như một người thầy, một người cha vậy. Cái hiệu ứng, sức lan tỏa của Bác trong lòng mọi người từ những câu chuyện như thế. Đấy là ban ngày. Buổi tối Bác còn xuống tận lớp học bổ túc văn hóa ở những xóm thợ nghèo, khu Lương Yên, Hà Nội đấy các gì. Bác cầm tay các cụ già dưới ánh sáng ngọn đèn dầu hỏa, lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là chữ O, chữ A các mà. Vì tất đó là mù chữ hết. Đấy. Nên Bác bảo là một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Đây là khát vọng được cầm gì này, phải vượt qua cái dốt. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Một dân tộc nghèo là một dân tộc hèn, bạc nhược. Một dân tộc ỷ lại vào nước ngoài thì không xứng đáng được độc lập tự do. Đấy, khát vọng, ý chí, cái ngọn lửa người thổi vào lòng chúng ta để gieo niềm tin hy vọng là từ chỗ đó đấy các đồng chí. Mấy luận đề này chúng ta nên lưu ý nhé. Bầu cử quốc hội trong hoàn cảnh mà nước nhà đang dục dịch có chiến tranh, mà dân thì còn đang mù chữ mà vẫn bầu cử quốc hội được, thì đủ hiểu tài tổ chức của Bác như thế nào. Mà quốc hội họp tại Hà Nội trong hoàn cảnh không có nhà quốc hội,
không có trụ sở, không có khách sạn nhà nghỉ cho đại biểu ở. 300 đại biểu Quốc hội được bầu lên trong cả nước về Hà Nội họp. Bác chỉ nói một câu thôi: kêu gọi đồng bào hằng tâm hằng sản giúp đỡ Quốc hội, giúp đỡ chính phủ. Ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít. Lời kêu gọi của bác để phát động cái tuần lễ vàng này các đồng chí, để gây dựng cái quỹ cho quốc phòng, gọi là đảm phụ quốc phòng. Phải có súng ống, có vũ khí thì mới giữ được đất nước chứ. Chỉ một lời kêu gọi của lãnh tụ thôi mà ngay lập tức nhân dân ta ủng hộ chính phủ 370 kg vàng, chưa kể tiền, chưa kể đá quý nữa. Đấy, sức dân lòng dân là thế đấy, dựa vào dân thì có tất. Đấy, ông bà Trịnh Văn Bô là người hiến tặng cho chính phủ nhiều nhất cả tiền cả vàng, của chăm sóc cho gia đình, cho chính phủ và cho Bác Hồ nữa là thế. Chưa kể đến là Bác Hồ đã đi ra nước ngoài đăng Pháp để tìm kiếm một cái con đường hòa bình phát triển, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục chống chọi lại với kẻ thù vì nó dã tâm xâm lược Việt Nam. Các bạn có biết là từ Pháp Bác đưa về nước bao nhiêu nhân tài trí thức không? Có kỹ sư Phạm Quang Lễ đấy, mà sau này Bác đổi tên là Trần Đại Nghĩa đấy các em chứ. Phạm Quang Lễ có một năng khiếu về chế tạo vũ khí, đến mức mà học ở Pháp, đi học từ rất nhỏ, mà ông học một lúc mấy bằng đại học, học cũng đồng thời đấy, thành một cái nhà chế tạo phát minh rất là giỏi giang. Đến cả Pháp và Phạm Đức đều phải thuê làm chuyên gia, mà trả lương hàng mấy chục lạng vàng. Thế mà Bác sang Pháp, Bác cho đồng chí Phạm Văn Đồng lúc đó chưa là thủ tướng đâu, mới có 30 tuổi, đi giúp việc Bác, đi tìm cho Bác gặp địa chỉ cái người kỹ sư này. Bác đưa tên tuổi ra, địa chỉ ra, Bác thuộc lòng Paris như thuộc bọc bàn tay này. Thế là ông Phạm Quang Lễ đến gặp Bác, rất là xúc động, được Bác tin dùng. Bác bảo ngay này: chú chuẩn bị về nước ngay với Bác có được không? Kháng chiến đến nơi rồi, nhân dân đang đợi chú ở nhà. Đấy, cách nói của Bác đấy rất sức tinh tế nhé, coi như gieo vào lòng người một cái niềm cảm phục, xúc động. Về ngay với Bác, nhẹ như lông hồng vậy. Rời bỏ cuộc sống nhung lụa để về ngay với Bác vào chính phủ kháng chiến, cứu nước cứu dân. Bác đã nói thế này: nhưng có điều Bác phải nói ngay để chú thông cảm. Nước nhà mới độc lập còn nghèo lắm nên sẽ không có lương đâu chú ạ. À, Quốc hội, chính phủ cũng chỉ hưởng hiện vật có mấy chục cân gạo một tháng theo chức vụ. Mà ông ta đang sống trong nhung lụa mấy chục lạng vàng như vậy, bây giờ Bác bảo không có lương đâu, thế mà về đấy các ông chí. Nhẹ nhõm. Trí thức chúng ta là thế đấy. Các bạn học nhà kỹ sư Phạm Quang Lễ này nhé, cái phẩm chất của trí thức chân chính. Trí thức chân chính tức là vì dân, vì nước. Vật chất rất quý nhưng không phải là mục đích. Không ai từ chối lương bổng vàng bạc cả, nhưng đấy không phải là cứu cánh. Cứu cánh của trí thức ấy là được đem trí tuệ, tài năng của mình ra giúp dân, giúp nước. Mà Bác là người mở đường cho nên sẵn sàng về với Bác ngay. Như một con tầm nhả đến sợi tơ cuối cùng, như một cái ngọn nến cháy đến giọt sáp cuối cùng rồi tắt. Đấy là lẽ sống cao thượng của người trí thức chân chính, mà trong đó có cái sức mạnh của mãnh liệt của khoa học công nghệ, lực đẩy của sự sáng tạo. Về đến đất nước, Bác ứng xử thế nào? Bác dặn văn phòng là chuyển thuốc lá của Bác sang cho kỹ sư làm việc đêm mà. Chế tạo vũ khí bazooka này, rồi là súng trường này, rồi tất cả các súng ống này, có Điện Biên Phủ. Và sau này ông cũng còn là trong nhóm nghiên cứu để phá B-52 của Mỹ ở Hà Nội năm 72 đấy. Mà Bác chủ tính rất sớm, tiên tri dự báo rất đúng. Bác bảo chuyển thuốc lá của Bác sang cho kỹ sư làm việc bố trí bên cạnh Bác. Không có tiền, có vàng, có bạc, cũng có một tấm lòng để an ủi. Bác ứng xử với con người như vậy. Buổi làm việc đầu tiên, Bác cho kỹ sư đến gặp. Bác dặn thế này này: từ hôm nay chú cất cái tên cũ đi, là Phạm Quang Lễ đi, tên gọi là tên cúng cơm đấy, cất đi.
chú là kỹ sư Trần Đại Nghĩa kể từ hôm nay thì không vàng bạc nào sánh kịp. Trần là vương triều nhà Trần, ba lần đánh bại quân Nguyên, mà nước Đại Việt lúc đó thời Trần chưa đầy 4 triệu người mà làm sử sách như vậy. Đại Nghĩa là vì nghĩa lớn của dân tộc. Tên Trần Đại Nghĩa đã thực sự là một minh chứng về sự tôn vinh nhân tài trí thức của Bác Hồ, và suốt đời vì dân vì nước vừa từ cái động lực đó. Các đồng chí có biết một cái thời thầy thuốc nổi tiếng mà chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và thế giới về mổ tim mổ gan không? Giáo sư viện sĩ Tôn Thất Tùng, con nhà đại quý tộc Tôn Thất cơ mà. Thế mà giác ngộ cách mạng, đi với cách mạng, với Đảng, Bác Hồ. Trong kháng chiến sinh con trai đầu lòng, Bác đến tận nơi thăm. Bác bảo Bác biết tin là thím đã sinh cháu trai đầu lòng, Bác rất mừng. Bác đến thăm xem vợ mẹ con thím có khỏe không. Chú tên là Tùng, Bác muốn cháu tên là Bách. Tôn Thất Bách đấy các ông, là con trai của giáo sư Tôn Thất Tùng đấy, mà sau này cũng là một thầy thuốc nổi tiếng đấy. Chỉ tiếc là anh Bách mất sớm quá, mất sớm quá. Đấy. Bác đối xử với trí thức như thế, đủ hiểu Bác tôn trọng và quý trọng nhân cách trí thức đến như thế nào. Tùng Bách tức là khiên ngang cương trực, biểu tượng của trí thức. Hay là chưa kể giáo sư Trần Hữu Tước, một trí thức lớn, Bác từ Pháp về. Rồi giáo sư viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, rồi biết bao nhiêu những trí thức lớn nữa. Trong đó có Trần Duy Hưng, bác sĩ Trần Duy Hưng là người Bác chọn là thị trưởng đầu tiên của Hà Nội. Thị trưởng tức là chủ tịch thành phố, mà đúng là một nhân cách, một cốt cách lớn. Bác đến tận nơi nhà bác sĩ Trần Duy Hưng mà hai anh em, hai chị em đang bàn với nhau để mở cửa hàng thuốc. Bác bảo chú ra làm thị trưởng Hà Nội cho bác. Thế là sợ quá không dám làm, sợ bác là cháu không quen công tác hành chính, quản lý. Bác bảo bác cũng có quen đâu, cứ làm rồi sẽ thành thạo thôi. Thế và cuối cùng thì trở thành một vị thị trưởng xuất sắc của thủ đô Hà Nội. Đến nay vẫn là một biểu tượng về một nhân cách lớn, Trần Duy Hưng, có tên đường phố đấy các ông chí. Đấy. Đối xử với trí thức của bác rất quan trọng. Nó như là một, bác là một sức hút lớn, tỏa sáng tất cả. Đặc biệt nữa này, lên đường từ Pháp về nước mà bác còn đến thăm trí thức và Việt Kiều. Bác dặn thế này này, gìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Bác lấy từ trong chuyện Kiều để dặn đồng bào ở bên ngoài cũng hướng về Tổ quốc, đâu đâu cũng là Tổ quốc. Đấy. Và một điểm nữa, những năm mà chúng ta chiến tranh chống Mỹ đấy, Liên Xô viện trợ hết lòng cho Việt Nam về vũ khí. Bạn nào được đào tạo từ Nga thì đều biết tấm lòng người Nga nhân hậu như thế nào. Viện trợ hết lòng cho Việt Nam. Trung Quốc cũng vậy, viện trợ về hậu cần. Hai cái nước lớn mà chúng ta đều phải hết sức chú trọng sự giúp đỡ của họ. Nhưng Liên Xô rất lo cho Việt Nam. Nếu bây giờ thế giới có bom nguyên tử rồi, liệu mảnh đất miền Nam có phải là đốm lửa cho chiến tranh thế giới không? Chứ họ lo lắm. Chứ thậm chí có người khuyên chúng ta nên cầm cự, nên chờ đợi. Bác hiểu rõ lòng của họ lắm. Họ cử một nhân vật nguyên soái mà là ủy viên Bộ Chính trị sang Việt Nam, thăm Việt Nam, nhưng một thực chất là để thăm dò thái độ của bác và của đảng ta. Tôi nói là bác có biệt tài, đọc trước được tư ý nghĩ của mọi người là thế. Nguyên soái Voroshilov sang thăm Việt Nam. Và bác đón tiếp ân cần, bác cũng lấy chuyện Kiều ra để trả lời. Đã mang lấy chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Để nói về một lòng trước sau thủy chung Việt Xô như thế nào. Nhưng riêng với thanh niên, các bạn trẻ đấy, riêng với thanh niên, bác dặn thế này nhé. Ta và Liên Xô rất khác nhau. Nhé. Khác nhau về văn hóa, về lịch sử, về trình độ phát triển. Ta làm khác với Liên Xô vẫn cứ là người Marxist. Ta thấy có bản lĩnh sáng tạo không? Phần khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nói rất rõ về vấn đề là học tập độc lập, sáng tạo. Học bác về phương pháp chứ không có câu chữ lệ thuộc. Và cũng như bác ấy, không bắt chước, không sao chép. Ta phải chính là ta,
là Việt Nam cơ, độc lập tự chủ sáng tạo, thì Bác là một tấm gương, một tấm gương sáng mà chỗ này trí thức học Bác rất là sâu sắc về mọi phương diện. Các bạn có biết là Bác đã nhiều lần đến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức, Bác đã nhiều lần đến thăm Liên Xô. Đến Cộng hòa Dân chủ Đức mà vợ chồng thủ tướng đón Bác rất thân tình. Bác bố trí Bác đến thăm một cái ngành kinh tế mũi nhọn của Đức là nghề thủy sản, không, nghề cá, nghề cá. Bộ trưởng Bộ Nghề Cá và Thủy sản Đức báo cáo cho Bác nghe về cái công nghiệp này và thành tích này như thế nào. Bác dặn là chú cứ nói tiếng Đức Bác nghe được, không cần phiên dịch. Còn khi nào Bác hỏi thì sẽ có phiên dịch cho nó rõ ràng. Thế cơ mà. Tiếng Đức của Bác cũng rất thành thạo, Bác biết hết. Bác còn nhận làm cha đỡ đầu cho một đứa người con nuôi của Bác, là con của gia đình công nhân Đức mà sinh ra đúng 19 tháng 5. Bác nhận hết. Thế là ông Bộ trưởng Thủy sản báo cáo cho Bác nghe và cho vợ chồng Thủ tướng Đức nghe. Bác nghe được hết. Nghe xong Bác hỏi. Bác hỏi câu này mà trong đoàn Việt Nam thì ai cũng biết là Bác đùa, thì đều biết cả. Nhưng mà bạn Đức ấy, họ không hiểu. Họ suy nghĩ là đây là một cái câu hỏi thực sự, cho nên họ rất là ngạc nhiên. Bác hỏi thế này này: ở nước Đức các đồng chí có loại cá không xương không? Cá không xương các đồng chí? Ý Bác nói là con cá gỗ các đồng chí. Bác nói vui, nói đùa thế thôi mà. Con cá gỗ tức là một cái ý nói về là nghèo quá, đúng không? Nghèo quá, sống khổ quá, phải tạo ra cái ảo giác là có thức ăn bằng con cá gỗ chấm một cái nước muối ấy, thì để cho thay thức ăn. Ta biết cả. Ông Thủ tướng Đức rất là ngạc nhiên, bảo quái lạ, bây giờ tôi mới được nghe là cá không xương, chứ làm gì có loại cá không xương. Bác cười, Bác bảo thế thì Đức thua xa Việt Nam rồi. Việt Nam nhiều cá không xương lắm. Bác chỉ luôn vào ông đại sứ Việt Nam đang ở Đức mà ông cùng quê Nam Đàn với Bác. Thế cơ mà. Bảo chú quê chú này là nhiều cá không xương lắm này. Ông Thủ tướng Đức rất là ngạc nhiên. Ông tưởng thật. Ông ấy ghé tai vào bộ trưởng của ông, nói là sang nghiên cứu Việt Nam đi. Sang ngay. Nghiên cứu ngay. Nếu đúng thì sẽ ký hợp đồng. Thế cơ mà. Nhưng làm gì có cái gì. Đấy là một câu chuyện vui thôi mà. Để muốn nói rằng Bác rất thân tình, hóm hình, không có một khoảng cách nào với bạn bè cả. Sang Ba Lan, Bác thấy đèn tiễn Bác ra sân bay đến nơi rồi mà đèn cứ sáng trưng như thế này. Bác bảo đồng chí vụ trưởng vụ lễ tân đâu? Bảo thưa chủ tịch, đồng chí vụ trưởng lễ tân đã ra sân bay để chuẩn bị tiễn thủ chủ tịch. Thì tôi là bộ trưởng, chủ tịch có điều gì cứ nói. Bác bảo là chỗ tắt điện ở chỗ nào? Trời 9-10 giờ sáng rồi mà vẫn sáng thế này. Đồng chí chủ tịch nước Ba Lan nói là hôm nay chúng tôi nhận được một bài học thấm thía từ chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tiết kiệm. Đấy. Coi việc của bạn như việc của mình, không có nề hà, không có xã giao, nói thẳng và nói trực diện. Đấy là Hồ Chí Minh. Mà vì vậy mà bạn nhớ Bác mãi mãi là thế đấy. Hay là cái câu chuyện tôi đã kể lúc đầu. Giáo sư viện sĩ, viện trưởng viện điều khiển tự động hóa ở Liên Xô báo cáo Bác về thành công đầu tiên của nghiên cứu, mới là nghiên cứu cơ bản, mới đang thử nghiệm chứ chưa ứng dụng đại trà. Cái máy mà ông bấm từ xa thì nó chuyển động đúng không chứ? Bác nghe xong Bác hỏi đây này: viện đã làm được bao nhiêu sản phẩm như thế này, như kiểu chúng ta phấn đấu mấy chục triệu sản phẩm đấy này, đã sản xuất đại trà chưa hay mới chỉ có hôm nay để giới thiệu cho Việt Nam xem thôi? Giáo sư viện trưởng trả lời là rất khiêm tốn là: thưa Bác, đây là thành tựu bước đầu của nghiên cứu, còn đang trong quá trình thử nghiệm, chưa sản xuất đại trà đâu ạ. Bác cười, Bác bảo thế thì Liên Xô cũng thua xa Việt Nam. Việt Nam sản xuất máy tự động không phải chỉ phục vụ kinh tế sản xuất đâu. Việt Nam còn có máy tự động để điều khiển sinh hoạt trong gia đình nữa cơ. Đấy, ta nghe ông chí phiên dịch không hiểu, hỏi lại Bác, Bác bảo chú cứ dịch đúng như thế. Hóa ra Bác muốn nói vai trò phụ nữ đấy không? Nhà nào cũng có. Lệnh ông không bằng công bà. Không có cái điều khiển nào quan trọng hơn điều khiển của phụ nữ trong gia đình cả. Đấy, ta xem. Bác không có gia đình mà Bác thấu hiểu, Bác thông cảm, Bác hóm hình như thế đấy không? Thì đấy là những chuyện chúng ta đáng lưu ý học Bác.
hay là chuyện đến đâu bác cũng rất chú trọng vai trò của trí thức khoa học công nghệ. Câu chuyện bác kết nghĩa anh em với Tổng thống Sukarno năm 1959 ở Indonesia. Sukarno các đồng chí nhé. Sau này ông ta cũng sang thăm Việt Nam và đáp lễ bằng cách kết nghĩa anh em với bác Hồ. Một ông Tổng thống nước tư sản, một vị chủ tịch nước cộng sản mà thành anh em. Ta thấy không? Bác chủ trương hết sức là hài hòa, có lý có tình, học tập lẫn nhau, không có cái gì hẹp hòi biệt phái cả. Thế có một lần mà Việt Nam cử một đoàn chuyên gia quân sự, thể thao của quân đội sang thi thế vận hội ở Indonesia do họ đăng cai. Trưởng đoàn Việt Nam là ông Ngô Luân, một chuyên gia về thể dục thể thao của quân đội, dẫn đầu đoàn đại biểu quân đội Việt Nam sang thi thế vận hội. Trước khi đi đến chào bác, bởi vì biết là bác dặn là phải đến để bác đưa thư và đưa quà gửi cho em kết nghĩa của bác là Tổng thống đấy. Thế đến chào bác mà. Sang đến nơi, bác dặn dò đủ mọi điều. Và ông Tổng thống Sukarno nhận quà, nhận thư của bác rất cảm động. Và ông ta đích thân cho đoàn đại biểu Việt Nam ở ngay trong dinh thự của Tổng thống. Thế là thân tình lắm chứ. Lại đích thân dẫn đoàn Việt Nam đi thăm tất cả các bảo tàng, các cái nơi trưng bày đồ cổ, tranh nghệ thuật của gia đình ông ta và kể cả đường phố nữa. Ông Tổng thống Sukarno bảo ông Ngô Luân nhà mình là: "Ngài thích gì, ngài cứ lấy. Tôi và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là anh em. Ngài sang đây, ta coi nhau như người nhà." Ông ấy chỉ một cái đồ cổ rất đẹp, mà cái ông Ngô Luân nhà này thì chỉ giỏi về thể thao thôi, không biết gì về nghệ thuật, cho nên là từ chối. Bảo: "Thưa Tổng thống, xin cảm ơn Tổng thống, chỉ xin Tổng thống một cái bức tranh nhỏ, nó như cái souvenir để làm kỷ niệm thôi. Có chữ ký Tổng thống là quý rồi, còn tôi không am hiểu lắm về nghệ thuật." Thế là Tổng thống vui vẻ ký tặng một cái lưu niệm, mang về kể với bác phê bình đấy. Ông lại đích thân dẫn đoàn Việt Nam đi thăm một cái phòng trưng bày đồ cổ. Ông chỉ một cái bình gốm cổ rất đẹp từ thời Trung Quốc, ông đã sưu tầm được. Bảo: "Ngài có thích không? Tôi xin tặng ngài." Ý ông ấy là mang về để tặng bác Hồ. Tinh tế như vậy, nhưng mà mình lại không hiểu. Ông lại từ chối luôn. Bảo: "Thưa Tổng thống, tôi cũng không am hiểu về nghề gốm lắm. Xin Tổng thống thông cảm, không lấy. Chỉ lấy cái bức ảnh sao chụp đấy thôi." Mang về kể cho bác nghe, bác cũng phê bình. Đặc biệt nữa, hôm tiễn đoàn Việt Nam về nước, ông Tổng thống Sukarno mang một bức tranh điêu khắc bằng gỗ rất đẹp kỳ công ra tặng Việt Nam. Ông này nhìn thấy cồng kềnh quá cũng ngại không mang về. Trong khi đó thì cái ông trưởng đoàn của Maroc ấy thì thi đấu hạng bét, chỉ được có mỗi cái giải khuyến khích thôi, tặng một cái phiên bản chống đồng thế này. Thế là họ biết ngay rằng đây là bức tranh rất đẹp. Họ mang đến để gạ ông Ngô Luân là: "Tôi xin đổi cho ngài. Ngài cầm cái này về cho nó gọn này. Chứ cái này về nước ngài nước nóng nhiệt đới nó nứt hết đấy." Ông này nghe bùi tai quá, đổi luôn các đồng chí. Có biết đâu đây là quà tặng của bạn cho bác chứ. Mang về để tặng bác chứ có phải tặng ông ấy đâu. Người ta tinh tế, người ta không nói ra thôi. Thế là về kể hết cho bác nghe. Bác cười, bác bảo thế này nhé: "Chú từ chối cái bình gốm đó thì chú ngốc thật. Đây đồ quý lắm đấy. Hồi bác sang thăm, bác đã được dẫn đi xem và bác đã nhìn thấy rồi. Thế cơ mà. Còn chú mang cái phiên bản chống đồng này về mà chú không lấy bức tranh gỗ kia thì chú chứng tỏ dốt thật mất rồi." Cái phiên bản chống đồng này dập một phát thì nó ra hàng loạt đại trà mà. Còn cái tác phẩm này là ngàn năm có một thôi. Bao nhiêu công phu của nghệ sĩ mới làm được, của trí thức sáng tạo mới làm được. Chú không hiểu. Chú giỏi chuyên môn thế là tốt, nhưng chú phải chịu khó đọc thêm sách vào, hiểu biết thêm về văn hóa, mở mang hiểu biết ra thì mới làm lãnh đạo tốt được chú ạ. Chỗ này có phải rất là hợp với chúng ta không? Các bạn rất giỏi về công nghệ, kỹ thuật, đấy là điều quý lắm, nhưng phải dành thời gian mở mang thêm cái phong văn hóa ra, đọc thêm nhiều tri thức về lý luận nhân văn, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, càng nhiều càng tốt. Vì cái phong văn hóa như vậy đấy, nó làm nền cho chúng ta sáng tạo đấy các ông chị. Thì lấy học bác.
vợ chồng Tổng thống Sukarno lại hỏi một việc riêng là thế anh tôi đã lấy vợ chưa? Anh tôi tức là Hồ Chí Minh đấy. Bảo thưa, thưa Tổng thống, bác Hồ của chúng tôi đến giờ phút này vẫn chưa lấy ai. Thế là vợ chồng Tổng thống bảo, thế thì các ngài không giúp được cho anh tôi rồi, để vợ chồng chúng tôi tự lo vậy. Thế là bà ấy đi tìm một người phụ nữ Indonesia rất đẹp để giới thiệu với bác Hồ đấy. Thế là về, ông này sợ quá bảo, thưa vợ chồng Tổng thống, tức là vua Tổng thống và phu nhân, tôi không dám trả lời và quyết định. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của vợ chồng Tổng thống, để về báo cáo ngay với bác Hồ, để bác Hồ quyết định. Thế bây giờ về mới kể cho bác nghe. Bác bảo thế chú trả lời thế nào? Bảo thưa bác, chỉ báo cáo là về báo cáo bác thôi. Bác bảo thế riêng ý chú thế nào? Bảo thưa bác, trọng đồng ý. Bác cũng cần phải lấy vợ để có người chăm sóc, mà vợ chồng Tổng thống tốt thế mà bác. Bác cười bảo thế hóa ra chú muốn để cho bác lấy vợ người nước ngoài à? Indonesia cơ mà các gì? Đấy, bác hóm hình tinh tế lắm các gì. Ngay cả khi các đồng chí bạn bè của các nước thân thiết bác, kể cả chúng ta nữa, cứ giục bác lập gia đình, bác bảo đi làm cách mạng để về đem lại độc lập tự do cho dân cho nước, bây giờ chưa thành công lại mang một người vợ nước ngoài về thì còn ra làm sao nữa. Đấy, bác từ chối. Chứ bác có phải là có phải thần thánh đâu, bác cũng là một con người. Bác khuyên tuổi trẻ chúng ta là các cháu học bác điều gì thì học, đừng học bác hai điều. Điều thứ nhất, bác hút thuốc lá, bác tự coi đây là khuyết điểm. Điều thứ hai, bác không lấy vợ, nó trái lẽ tự nhiên lắm. Bác hy sinh thôi, còn các cháu không thế được, phải có vợ, có con, có gia đình, nó mới hợp lẽ tự nhiên. Các bạn thanh niên, hãy hiểu cho bác tấm lòng như thế nhé. Thế cho nên, tất cả những gì mà chúng ta vẫn nói với nhau đấy, đều toát lên một ý tưởng này, là Hồ Chí Minh thực sự là biểu tượng của Việt Nam thời hiện đại. Hồ Chí Minh là người gieo mầm cho sự sống, đốt lên cái đốm lửa đầu tiên của khát vọng phát triển. Đấy. Ngay cái chuyện này, bác chỉ kêu gọi một câu thôi, mà đại biểu Quốc hội khóa 1 của chúng ta đấy, có chỗ ăn, chỗ ở, lại được các nhà tư sản hảo tâm đấy, cung cấp cả sinh hoạt phí, kiểu như tiền lương, tiền bồi dưỡng đấy, suốt thời gian họp Quốc hội. Trước giờ khai mạc Quốc hội họp, bác bố trí khéo thế này này, cho người đại biểu cao tuổi nhất của Việt Nam là cụ Ngô Tử Hạ. Cụ là một người theo đạo Thiên Chúa. Cụ là chủ một nhà in, một xưởng in, nhà tư sản đấy. Cụ mặc áo the, chít khăn xếp, kéo cái xe bò ra giữa phố Tràng Tiền, là cái phố đẹp nhất nhìn về phía nhà hát lớn, để kêu gọi đồng bào ủng hộ Quốc hội, chính phủ. Cái gì cũng được, nắm gạo, nắm đỗ, nắm lạc, chất đầy một xe. Thanh niên ra giúp cụ kéo về trước cửa nhà hát lớn trước giờ khai mạc Quốc hội. Bác ra xem, bác nói một câu thôi, đây mới đích thực là gạo đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấy, sức dân là như thế thì nhất định chúng ta chiến thắng. Cũng như thành lập quân đội nhân dân Việt Nam từ tay không đánh giặc. Lúc bác giao chức đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cho đồng chí Võ Nguyên Giáp đấy, Võ Nguyên Giáp có 33 tuổi. Chỉ thị bác viết là chính trị trọng hơn quân sự, người trước súng sau đấy, có dân thì rồi sẽ có súng. Thế và đại tướng lúc bây giờ mới là chỉ huy du kích thôi, đọc 10 lời thề danh dự và lên đường xuất quân đánh thắng ngay trận đầu để gây thanh thế. Ta xem có quân đội nước nào mà chưa đầy một tuổi đã làm nên cách mạng tháng 8. Tháng 12 năm 44 mới thành lập quân đội 34 chiến sĩ, mà toàn giáo Mác chân đất cả, 85% là người thiểu số. Thế mà chưa đầy một tuổi, mùng 2 tháng 9 45 đã ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và lúc cách mạng thắng lợi, Võ Nguyên Giáp có 34 tuổi, mà bác bố trí làm bộ trưởng nội vụ để thay mặt chính phủ, thay mặt chủ tịch nước, chủ chính phủ ký những sắc lệnh đầu tiên. Trong đời bác ấy, bác làm cả thủ tướng, chủ tịch chính phủ tức là thủ tướng, bác làm cả chủ tịch nước tức là nguyên chủ quốc gia, bác làm chủ tịch đảng vì bác sáng lập đảng,
Bác làm Tổng Bí thư Đảng khi cần thiết. Khi cần thiết tức là lúc đồng chí Trường Chinh từ chức vì nhận trách nhiệm lớn nhất cho Trung ương về cải cách ruộng đất thì xin từ chức Tổng Bí thư. Và trong hoàn cảnh éo le ấy, bác công khai xin lỗi trước quốc dân đồng bào về cái sai lầm này của Đảng. Và đồng thời bác buộc phải kiêm luôn cả Tổng Bí thư một thời gian để ổn định. Sau đó bác bàn với Trung ương cho mời đồng chí Lê Duẩn từ chiến trường miền Nam ra để nhận chức Tổng Bí thư. Và đến tận năm 1955, khi về Hà Nội rồi, bác mới chính thức bàn giao chức Thủ tướng cho đồng chí Phạm Văn Đồng. Trước đó chỉ là Phó Thủ tướng thôi. Thế là bác kiêm hết mọi nhiệm vụ đấy chứ, mà giải quyết thấu đáo như thế, từng việc một. Trong hoàn cảnh ấy, 37 tuổi bác phong một lần cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên thẳng đại tướng, từ chỉ huy du kích lên thẳng đại tướng. Trên phương Tây nó bình luận là xin chủ tịch cho biết nguyên tắc nào mà chủ tịch phong tướng cho ông Giáp. Nó chê mình là du kích mà. Rừng xanh núi đỏ làm gì có hải lục không quân mà ông tướng với ta. Bác ở nước ngoài mấy chục năm, bác biết thừa những cái trò của tư sản. Bác trả lời ung dung lắm. Chúng tôi đang làm chiến tranh du kích do các ông xâm lược nước chúng tôi, nên cách phong tướng của tôi cũng là phong kiểu du kích. Thế thôi, không cãi bác được, đúng không? Ông Giáp lẽ ra phải phong vài lần đại tướng mới xứng đáng. Tôi chỉ phong một lần thôi nên phải phong cao nhất. Khi đại tướng mất ấy, tiểu sử đại tướng ghi rõ là đánh thắng 11 tướng Pháp và 4 tướng Mỹ. Mà không một ngày nào qua trường nhà binh cả. Có một thiên tài quân sự như thế, tài tổ chức. Mà đại tướng lại không chỉ là dũng tướng mà còn là bậc nhân tướng. Tức là tướng của lòng dân, tướng của đạo đức, thương dân, thương lính. Thì bác trả lời thế, không thể nào cãi bác được. Bác còn trả lời thế này. Khi bác đi Pháp ấy, ngày lên đường đến nơi rồi mà Bộ Ngoại giao chưa tìm được cách nào để có sĩ quan cận vệ cho bác cả, vì đã cho phong cho ai đâu. Thế mới hỏi bác là bây giờ nên làm thế nào. Tổng thống mà đi nước ngoài không có cận vệ, nó mất cả sang trọng đi, bây giờ làm thế nào, mình chưa phong cho ai cả. Bác bảo các chú làm ngoại giao phải nói cho bác biết chứ. Thế kinh nghiệm của các nước, tổng thống mỗi lần đi nước ngoài thì sĩ quan cận vệ tùy tùng phải là chức gì, lon gì là vừa. Bảo thưa bác, ít nhất phải đại tá. Bác bảo có gì đâu, bác chọn thư ký của bác lần này là chú Vũ Đình Huỳnh rồi, thì kể từ ngày hôm nay chú Huỳnh là đại tá Vũ Đình Huỳnh. Bác phong luôn mà làm gì. Đây nó chỉ là phép tắc ngoại giao thôi, mà bác là đứng đầu, không câu nệ gì về về hồ sơ sổ sách quy trình như chúng ta bây giờ đâu. Miễn là được việc, thế thôi. Thế đây là một việc rất đáng nhé. Hiệp định Geneva ký kết thì mỗi một nước tham gia đấy phải có một đoàn đại biểu quân sự giám sát lẫn nhau, mà chức tước phải ngang nhau, tức là chức đại tá. Văn bản thì ghi là 2 năm là phải thống nhất đất nước, nhưng mà thực dân nó, kẻ thù nó phản bội, 21 năm chúng ta mới chiến thấu xong. Thế là trưởng đoàn quân sự Việt Nam tên là đại tá Hà Văn Lâu là cứ chết dí ở cái chức đại tá thôi, không lên được. Vì theo nguyên tắc là tất cả các bốn bên đều phải giống nhau về đại tá mà. Thì ông Hà Văn Lâu là người học được bác về tận tâm vì dân vì nước, không đòi hỏi gì. Ông lại là người Huế nữa, rất là nhỏ nhẹ, dịu dàng. Có một lần ngồi riêng tâm tình với bác là thưa bác, tình hình này thì bao giờ mới xong hả bác? Xong tức là kết thúc đấy. Bác nhìn đại tá Hà Văn Lâu rất hóm hình. Bác bảo chú cứ yên tâm, tên chú là Lâu cơ mà, Hà Văn Lâu mà cơ làm gì, thì làm sao mà nhanh được. Đấy, ý là như thế. Cho nên đấy là ứng xử rất là khéo léo của bác. Một hội nghị ngành tư pháp, tức là toàn thẩm phán với chánh án cả dự, rất đông đủ, toàn cán bộ trung cấp cao cấp cả. Vừa vào hội nghị thế này, bác phê bình ngay. Bác bảo ngành tư pháp sao mà lạc hậu thế. Chúng ta rất là ngạc nhiên, không hiểu vì sao cả. Hóa ra bác phê bình là không có nữ, toàn đàn ông cả. Hội trường không một bóng phụ nữ nào. Sau này biết ý bác thì ta mới tuyển phụ nữ về làm việc trong ngành tư pháp, tức là tòa án, viện kiểm sát đấy. Mà cũng chỉ tuyển nữ cho nó có lệ thôi, chứ có tuyển thẩm phán, chánh án gì đâu. Tuyển toàn văn thơ cấp dưỡng cả thôi mà, gọi là có nữ thôi.
Thì các đồng chí nữ bây giờ được như thế này là khá lắm đấy các đồng chí nhé, so với trước đây. Đấy, một thời là ta bị cái khuyết điểm là coi thường phụ nữ mà bắn đi đâu bác cũng phê bình là để thế. Bác lại bảo bây giờ các chú nghỉ đi ăn cơm đã, chiều tối chỉ cần mang cái đèn lên bác nói chuyện là được, trong kháng chiến mà rất là đơn giản thế thôi. Mấy đồng chí Nam Bộ lại muốn be bác kể chuyện, bảo thưa bác cứ nói đi ạ, chúng cháu chưa đói. Bác cười bảo cái chú này lại lấy cái miệng thay cho cái bụng mất rồi. Các chú phải đi ăn cơm, bác mới kiểm tra xem cấp dưỡng phục vụ các chú như thế nào. Đấy là phong cách thiết thực. Mà vào nhà bếp, quê ở đâu, cháu làm gì, thì trong nhà bếp thì làm cấp dưỡng thì làm gì. Nhưng mà trong quân đội các bạn, nó có một khái niệm là anh nuôi. Anh nuôi tức là cấp dưỡng tiếp phẩm đấy. Thế là mấy bà phụ nữ nhà mình bảo thưa bác, cháu là anh nuôi à? Bác bảo cháu là em nuôi hay chị nuôi chứ, cháu là con gái cơ mà, sao là anh nuôi được. Đấy, bác chữa như thế đấy, từng ly từng tí một các đồng chí. Cho nên có thể nói bao nhiêu chuyện kể về bác cũng vẫn là không đủ để nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác là một thể thống nhất. Mà người trí thức chúng ta đấy, học bác ở chỗ này này, nói đi đôi với làm. Nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Và suốt đời phải gắn chặt tri thức, học vấn, kỹ thuật, công nghệ để phục vụ sự phát triển đất nước trên cái nền của đạo đức, bằng cái lý tưởng của chính trị của Đảng. Đấy là điều chúng ta có thể rút ra. Thời gian của chúng ta rất ít, mà những câu chuyện kể về bác thì không bao giờ hết cả. Nhà văn Sơn Tùng cả đời viết Búp Sen Xanh đấy các đồng chí, ta đã từng đọc cả. Và ông viết bao nhiêu chuyện về bác Hồ, đến mức mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải ôm lấy nhà văn Sơn Tùng mà khóc, vì ông còn có ba ngón tay thôi. Thương binh loại một cùng quê bác ở Nghệ An, ông ở Diễn Châu các đồng chí, mới mất, vừa mất gần đây trong cái đại dịch Covid này, thọ 95 tuổi. Cụ để lại một cái bản thảo ngổn ngang dở dang không hoàn thành, đó là tác phẩm Bông Huệ Trắng, để muốn nói về mối tình của bác với cô Lý Thị Huệ mà không kịp nữa rồi, cũ đi mất rồi. Anh hùng lao động thời đổi mới đấy. Thì Sơn Tùng là người nói một câu hay là chuyện bác Hồ dẫu 100 năm vẫn chưa thấu ngọn nguồn. Ta còn để cả cuộc đời con cháu chúng ta, thế hệ chúng ta để viết tiếp, tìm hiểu tiếp về bác Hồ. Và chúng ta đừng quên mấy sự kiện cuối cùng của bác. Ngày bác rời nhà sàn vào buổi chiều, bác đi về phía Hồ Tây để làm gì? Đó là ngày 12 tháng 8 năm 69. Một chiếc ô tô nhỏ rời cổng nhà sàn đưa bác đi về phía Hồ Tây. Hóa ra bác đến nhà khách của Trung ương, cái biệt thự đấy, nơi mà đoàn đại biểu Việt Nam đi đàm phán ở Paris vừa mới về. Bác đến thăm trước và bác muốn biết tin đàm phán đến đâu rồi. Thế trên đường trở về nhà sàn thì mưa to gió lớn. Cái năm bác mất ý, đê vỡ nhiều lắm. Đến mức mà chúng ta định đưa bác về Đá Trông để ở cơ, vì phòng xa chống lũ mà, tránh lũ, sợ đê nó vỡ. Về đến nơi thì bác cảm lạnh. Bác cảm lạnh và các thầy thuốc khám bệnh cho bác thấy bệnh xưng phổi, bắt đầu có dấu hiệu lại trở lại, áp huyết không ổn định. Khi viết di chúc này, đáy mắt của bác chảy máu tận bên trong. Kỳ công chữa được mắt cho bác, đó là một chiến thắng lớn lắm mà âm thầm bí mật. Đại tá anh hùng quân đội mà trực tiếp chữa mắt cho bác, đó là Đào Xuân Trà, bây giờ cũng về với bác rồi. Ta vào nhà sàn bao nhiêu lần ta không biết thôi. Thời bấy giờ phương châm của Đảng ta là tuyệt đối bí mật khi điều trị mắt cho bác. Vì hoàn cảnh chiến tranh mà, sức khỏe lãnh tụ là ảnh hưởng lớn đến cả phong trào. Cho nên bệnh viện dã chiến đặc biệt mở ngay trong nhà sàn để chữa mắt cho bác. Thế mà phút cuối cùng trên giường bệnh, mắt bác lại mờ đi không rõ nữa. Đến mức cầm tay Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bác vẫn không nhận ra. Bác bảo chú Tô đâu, chú Tô đâu là thế. Khi về nhà sàn, trời tối và mưa gió, các bác sĩ, các thầy thuốc bố trí cho bác dùng bữa tối.
Các bạn có hình dung là bữa tối cuối cùng của bác hôm đó là gì không? Là một bát súp nhỏ với nước sườn cho bác. Chỉ có mấy củ khoai tây nhỏ xíu thế này, khoai bi để bác dùng. Mà tay bác đã run lắm rồi. Bác cầm chiếc thìa múc củ khoai tây mà ăn mà không vững. Củ khoai tây lăn ngay xuống mặt bàn. Bác lấy khăn để lau đi để ăn. Các thầy thuốc bảo nhau đi lấy bát khác cho bác. Bác nói này, ngoài trời mưa to gió lớn như thế, lúa má hoa màu của bà con mất hết. Lẽ nào bác phí phạm công sức của đồng bào? Bác cố khó nhọc ăn hết mấy củ khoai tây đó, và ta không ngờ rằng đấy là bữa ăn cuối cùng của bác. 12 tháng 8 năm 69. 10 ngày sau, Trung ương quyết định mời bác không ở nhà sàn nữa, đưa bác về cái nhà hầm cấp 4 gọi là nhà 67. 67 là làm năm 1967. Nó là cái hầm tránh bom, nhưng mà trong hình thức một ngôi nhà. Bây giờ là chỗ để bàn thờ bác đấy các đồng chí. Bác chút hơi thở cuối cùng ở cái nhà đó. Sở dĩ không để bác ở nhà sàn nữa là vì lý do này: bệnh tim mạch, tuổi cao sức yếu, đêm hôm khuya khắt, có một mình bác làm thế nào? Và lại khi làm nhà sàn, bác lại chỉ đạo là không làm nhiều phòng. Bác chỉ cho làm tối đa là 2-3 phòng thôi. Mỗi phòng bác chỉ cho làm 10 mét vuông. Và bác không cho làm gỗ tốt để nó đã lãng phí. Bác lại cũng không cho làm nhà vệ sinh, kiểu như kiểu căn hộ khép kín ấy. Bác hàng ngày đi qua cầu thang nhà sàn xuống cái nhà bếp gọi là nhà 54, nhà cấp 4, để ăn uống sinh hoạt ở đấy. Đấy là ban ngày còn được, bị ban đêm một mình bác làm thế nào? Trung ương rất lo, quyết định mời bác ở cái nhà hầm 67, không ở nhà sàn nữa. Mà khi làm nhà hầm đấy, cũng lại bắt đầu từ một cái câu nói của bác. Họp Trung ương thời chiến tranh, đang họp thì báo động, cho nên tất cả phải xuống hầm hết. Bác nói là các chú còn trẻ vào hầm trước đi, bác già rồi bác vào sau, có gì bác chịu cho. Ai cũng xót xa. Bộ Chính trị và Trung ương quyết định làm một căn hầm riêng cho bác, mà dặn nhau làm thật nhanh để khi bác đi công tác nước ngoài về, bác ở ngay, bác không nỡ từ chối. Quả nhiên, đến khi bác đi họp ở Liên Xô Trung Quốc về, Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm, mời bác từ nay ở cái nhà hầm này. Bác nói thế nào? Chú nào làm thì chú đó ở. Bác ở nhà sàn là đủ lắm rồi. Ngay cả nhà sàn có 2 phòng thôi, mà bác còn dặn là để một phòng dành cho chú Tô, bác ở một phòng là đủ rồi. Thế thôi. Thế thì Tổng Bí thư Lê Duẩn nói là: thưa bác, không ai làm đâu. Đây chính là nghị quyết của Trung ương để bảo vệ bác, mong bác chấp hành. Bác là chủ tịch đảng thật, nhưng bác vẫn là đảng viên chứ các ông chí. Họp chi bộ vắng bác xin phép, đóng đảng phí hàng tháng rất đều đặn. Bác rất chú trọng về nguyên tắc tổ chức mà. Bác bảo nếu Trung ương quyết định thì bác xin chấp hành, nhưng bác cũng xin phép Trung ương để không ở. Hãy để làm nơi họp Trung ương, nơi đón khách quốc tế, nơi bác tiếp đồng bào dũng sĩ miền Nam ra thăm. Bác chỉ ở đó đúng 21 ngày 3 tuần lễ và chút hơi thở cuối cùng. Đấy, cái sự tích nhà sàn và cái nhà hầm là thế. Đặc biệt nữa này, ngày làm việc cuối cùng 25 tháng 8 là trùng với ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác làm bao nhiêu việc trước khi mà bác không còn khả năng làm việc nữa. Một, trên bàn làm việc của bác, các bạn vào thăm nhé, thấy tờ báo Nhân dân, báo Đảng đấy, bác đang đọc giờ ở trang thứ 3. Bác đánh dấu hết tất cả những chỗ người tốt, việc tốt này, sửa điều lệ hợp tác xã này. Bác nghe trên đài phát thanh đang đọc diễn ca điều lệ hợp tác xã do đích thân bác sửa. Và bác dặn nhà thơ Tô Hữu là chú diễn ca thành văn vần để đồng bào dễ hiểu, dễ thuộc. Trên đồng bào quê bác ấy, nghe đọc diễn ca điều lệ hợp tác xã do bác đích thân soạn thảo đấy là rất cảm động. Vì suốt đời bác gắn với nông dân. Đấy. Và bác một việc nữa, bác còn gửi thơ lần cuối cùng cho Tổng thống Mỹ. Trong đời bác hóa ra 14 lần bác gửi thơ, gửi điện cho các đời của Tổng thống Mỹ.
để kiên trì tìm kiếm một khả năng hòa bình, hợp tác phát triển không đổ máu. Đổ máu và chiến tranh là vạn bất đắc dĩ. Đấy là chủ nghĩa nhân đạo cao cả của Hồ Chí Minh. Trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ lần cuối cùng này đấy, có một giải pháp rất danh dự dành cho Mỹ, để cho nó đỡ bẽ mặt, giải quyết với nhau mọi việc êm thấm hết. Bác rất đề cao dân tộc và hòa giải. Bác còn nói thế này này: nếu cần tôi trải thảm đỏ cho các ngài về, cho nó xong danh dự mà. Nếu cần tôi sẵn sàng trải thảm đỏ cho các ngài về. Bác nói với Thượng tướng Trần Văn Trà ở miền Nam đấy, là các chú đem hoa tặng nó, thổi kèn tiễn nó về cũng được, miễn là cho nó về nước. Không giết hết Mỹ làm gì, mà giết sao hết được. Bài thơ cuối cùng của bác có câu đó đấy: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, có đổ máu đâu. Đổ máu là bất đắc dĩ thôi. Đấy là chỗ sâu thẳm của nhân văn Hồ Chí Minh. Đặc biệt nữa, ngày cuối cùng làm việc, bác còn kịp gửi thơ cho các cháu thiếu nhi ở hợp tác xã Măng Non Phú Mẫn ở Bắc Ninh về thành tích các cháu chăn nuôi trâu bò béo khỏe giúp hợp tác xã. Trong khi bác lại phê bình chính người lớn, chính người lớn chúng ta này, ai lại bác vừa mới ký lệnh hợp tác xã nông nghiệp xong thì bỏ nhau đi mổ trâu mổ bò để ăn liên hoan các vị. Thế có một lần mà ô tô bác đi công tác ở địa phương, 10 năm cuối cùng bác xuống với dân 700 lần. Có lãnh tụ nào đi nhiều như thế không? 10 năm cuối cùng xuống với nông dân các làng xã 700 lần để thăm hỏi và kiểm tra công việc. Ô tô đến đầu làng thấy cái mùi rơm, mùi khói nó thơm, nó khét. Bác thấy lạ, bác xuống đi bộ vào đầu làng. Thì hóa ra các vị trong ban chủ nhiệm hợp tác xã đang thui một con bò. Thế bảo sao thế? Bác bảo thưa bác cái con bê này nó còi quá, nuôi mãi không lớn. Thì chúng cháu nhân kỷ niệm sinh nhật bác quyết định liên hoan để mừng sinh nhật bác. Bác bảo liên hoan mừng sinh nhật bác mà các chú lại thui bò nữa. Bác vừa mới ký lệnh hợp tác xã xong. Thế này là phạm luật đấy. Thôi đã chót rồi thì thôi, chia cho anh em, cho bà con trong làng trong xã, bác cấm các chú biếu lãnh đạo nhé. Anh thấy không? Một cái bài học rất thấm thía nhỏ như thế thôi mà bác làm việc những năm tháng cuối đời. Còn tất cả kết tinh trong 1.000 từ đầy bản di chúc. Có dịp ta sẽ nói riêng về di chúc như một quốc bảo. Ở đây chỉ nói một câu vắn tắt thôi: các bạn trẻ hãy đọc kỹ di chúc nhé. Các bạn đem tấm lòng yêu thương bác để đọc thuộc lòng bản di chúc 1.000 từ này, bây giờ là bảo vật quốc gia, quốc bảo. Bác Hồ có 5 tác phẩm được Đảng và Nhà nước chọn làm quốc bảo. Đường Cách Mệnh bác viết năm 1927, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp năm 1946, Lời kêu gọi chống Mỹ năm 1966, Di chúc năm 1965-1969 và Tập thơ Nhật ký trong tù năm 1942-1943. Đấy là 5 tác phẩm bảo vật quốc gia của bác, những viên ngọc rực rỡ, lấp lánh sáng trong kho tàng văn hóa Việt Nam mà tuổi trẻ chúng ta thừa hưởng. Thì mong các bạn cố gắng để làm điều đó. Còn bác mất, cái ngày bác mất là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Đến mức mà dường như thiên nhiên cũng hòa vào nỗi đau của con người. Các bạn có hình dung nổi là bác nằm trên giường bệnh, không ăn uống gì đâu. Nhật ký chữa bệnh cho bác ta còn giữ được đến tận bây giờ. Mỗi ngày 2 thìa cháo loãng, 2 thìa sữa loãng cho bác mà cổ bác đau không nuốt nổi. Giáo sư Trần Hữu Tước ngày đêm thường được Trung ương gọi về để hàn các mạch máu đã vỡ trong cổ họng bác. Chứ nói là đau đớn lắm. Bác nhìn chúng ta bác khóc là chính thôi. Nói được câu nào là cố hết sức đấy. Những năm cuối đời, những phút cuối cùng trên giường bệnh. Khi mà Tổng Bí thư Lê Duẩn mời bác rời nhà sàn, rời Hà Nội, đưa bác về Đá Trông. Đá Trông ở Ba Vì, các bạn lên đến đó nhé, cách đây có 60 cây thôi, để bác tránh lũ. Bác bảo thế nào? Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không đi đâu cả, bác không nỡ bỏ dân mà đi được.
thì chữ dân, chữ nước, đó là tất cả sự thiêng liêng của Bác. Đặc biệt nữa này, không ăn được gì cả mà tại sao cái ngày cuối cùng này, mùng 1 tháng 9, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thăm Bác, Bác lại dặn thế này này, nấu cho Bác một bát cháo đầy. Mọi ngày hai thì không nuốt được, hôm nay Bác dặn nấu một bát đầy, thấy là lời thiêng của một giờ phút thiêng của con người thiêng sắp ra đi. Nó như một sự linh cảm vậy. Bác cố ăn bằng hết bát cháo các chú ạ, để có sức mai các chú dìu Bác ra với đồng bào, Bác nói dăm phút, dăm câu thôi. Mai là mùng 2 tháng 9, Bác cứ đinh ninh là ngày mai mới làm meeting. Bác có biết đâu là Trung ương làm xong hết rồi, vì linh cảm cho biết Bác không qua được. Cho nên năm ấy đấy, meeting rất sớm và meeting mà rất buồn vì không có Bác. Bác lại dặn là bảo cháu Oanh, cháu Oanh là cô y tá quân đội Ngô Thị Oanh, lúc đó 21 tuổi thôi, còn bây giờ đã là một bà lão rồi, tiêm thêm thuốc trợ lực cho Bác, để Bác có sức mai các chú dìu Bác ra với đồng bào chỉ 5 phút thôi. Bản di chúc này đậm nét yếu tố tâm linh của Bác. Bác biết cả giới hạn sự sống đã hết. Bác biết là đến lúc nó phải đi, nhưng mà phải chào dân, gặp dân, nhìn thấy dân, có đi mới yên lòng. Đấy chính là sự vĩ đại, cao thượng của Hồ Chí Minh. Chưa kể đến là Thủ tướng Phạm Văn Đồng đành thưa thật với Bác. Thưa Bác, meeting xong cả rồi, chúng tôi mới vào đây với Bác được. Mong Bác yên tâm. Bác nức lên, Bác nói là không còn cơ hội nữa, có phải không? Meeting xong thì dân về hết mất rồi. Cô y tá vội vàng lấy kéo cắt móng tay cho Bác, để Bác đi, vì 3 tuần lễ trên nằm trên giường bệnh rồi. Mà Bác vẫn sống, Bác vẫn cảm thấy đau vì cắt chạm cả phần da non này. Bác còn rụt tay lại cơ mà. Rồi lấy khăn mặt lau mặt cho Bác một lần nữa. Mở khăn mặt ra ai cũng khóc vì thấy có 7 sợi râu Bác để lại. Các bạn có thể hình dung được không? Bác đi 52 năm nay rồi, mà những chiếc móng tay của Bác, 7 sợi râu của Bác vẫn còn nguyên vẹn hết đấy. Ta lưu giữ thiêng liêng như là một phần sinh thể Bác, còn Bác thi hài Bác nằm ở trong răng. Từ ngày có răng cho Bác, 60 triệu lượt người đã vào thăm, đã vào viếng, trong đó có chúng ta đây. Có 10 triệu lượt khách nước ngoài và có 200 lượt đoàn nguyên thủ quốc gia đã vào lăng viếng Bác, nhất là Tổng thống Putin của nước Nga. Thì tất cả những điều ấy để cho chúng ta thêm một chút tư liệu, hiểu biết thêm về cuộc đời, sự nghiệp của một con người vĩ đại. Và yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Mà với trí thức đấy, yêu Bác, yêu Đảng, yêu dân tộc bằng sức mạnh của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, bằng khát vọng đất nước phồn vinh hạnh phúc, thì càng xứng đáng với Bác. Và tất cả những điều như thế đấy, quy tụ lại để cho chúng ta một cái niềm tin. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc nhân ái, giàu lòng yêu nước. Covid vừa rồi là một phép thử đấy các bạn. Một phép thử về sức mạnh Việt Nam, đạo đức Việt Nam như thế nào. Một phép thử về một chính phủ hết lòng vì dân như thế nào. Và dân tộc anh hùng, lại có Đảng quang vinh và có Bác Hồ vĩ đại, thì đấy là sức mạnh trường tồn của chúng ta. Mà đóng góp, họ sử dụng đó nói, không thể vắng mặt được đội ngũ trí thức trẻ tuổi như các bạn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo với những chia sẻ ý nghĩa tâm huyết về Bác Hồ. Sau đây kính tiếp theo xin kính mời đồng chí Trần Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty lên có lời chia sẻ. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, thưa các đồng chí lãnh đạo công ty và các đơn vị thành viên, thưa toàn thể hội nghị. Sau một buổi sáng học tập nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã truyền tải tới cán bộ, đảng viên, công ty và các đơn vị thành viên những câu chuyện cảm động và chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Những chia sẻ của giáo sư về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, toàn dân đã giúp cán bộ, đảng viên, người lao động được củng cố, được khẳng định lòng tin và cũng chính là lời nhắn nhủ, nhắc nhở suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta hôm nay phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống, xứng đáng với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tôi tin tưởng rằng sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đảng bộ, công ty tiếp tục phát huy truyền thống của đảng bộ, đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, làm chủ về công nghệ và sản xuất, góp phần đột phá tăng trưởng, khẳng định vị thế là đơn vị trụ cột về nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm giải pháp công nghệ của tập đoàn VNPT, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.